cả các điều ác, tà kiến, tà hạnh là sâu nặng nhất. Nghiệp bất thiện này không tương ưng với đường thế gian lẫn xuất thế gian. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát đại địa ngục, đại tiêu nhiệt, xem còn nơi nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết, còn có nơi khác tên nhận chịu hết tất cả khổ não về đời sống, là vùng thứ bảy thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì chúng sinh sinh ở nơi này? Vị ấy thấy có người sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu, nói dối, tà kiến, gây ra nghiệp và quả báo như đã nói ở trước. Nay nói về tà hạnh, có tỳ kheo tham đắm nên làm việc không nên làm, dùng rượu dụ dỗ, lừa người phụ nữ, giữ giới uống, khiến họ mất hết tâm trí, rồi cùng hành dâm hoặc chiếm lấy của cải. Do nghiệp ác này, khi chết họ bị đọa vào ngục, nhận chịu hết tất cả khổ não về đời sống, thuộc địa ngục đại tiêu nhiệt, chịu khổ não vô lượng như đã nói ở trước. Tất cả các khổ não trong các địa ngục trước đều có trong ngục này. Người thường xuyên tu tập giới lành mà bỏ đường lành, tu theo đường ác, làm theo nghiệp ác, thích làm việc bất thiện, thì do nghiệp ác đó sẽ chịu khổ nặng hơn ở địa ngục. Khổ đó rất là nặng nề, bền chắc dữ dội hết mực. Nơi đây có đủ tất cả các nỗi khổ mà tội nhân các địa ngục trước phải chịu. Từ ngón chân đến đầu đều bị đau lửa cắt, gọt hết da, nhưng không phạm vào thịt. Bị cắt gọt tất cả các phần của thân, nên tội nhân chịu khổ não thảm thiết. Lóc da xong, ngục tốt đem tội nhân đặt trên đất nóng, rồi lấy lửa đốt. Thân đã không có da, lại bị ngục tốt dùng bát sắt đựng nước tro sôi tưới lên, bị thiêu nấu như vậy. Tội nhân chịu khổ não dữ dội, kêu la thất thanh, than thở, gào khóc. Trong vô lượng năm, họ chịu mọi nỗi khổ não, không thể thoát được. Họ thường chịu khổ não dữ dội như vậy suốt một thời gian dài. Hễ còn nghiệp ác là họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục ấy. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chính, không sinh vào loài ngạ quỷ, súc sinh, thì cũng khó sinh làm người, như rù mù gặp lỗ hổng. Nếu sinh làm người ở nơi tương ưng với nghiệp, thì thường nghèo, thường bệnh, mắc bệnh hiểm ác, làm người sống bên bờ biển, hình thể không đầy đủ, chỉ có một chân, một mắt, hoặc một tay, thần lùn thấp, tuổi thọ ngắn, hoặc chỉ sống một ngày, sinh ở nơi như vậy. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát đại địa ngục, đại tiêu nhiệt, xem còn nơi nào khác. Vị ấy thấy nghe biết, còn có nơi khác tên Tỳ Đa La Ni, thiêu đốt và cuốn trôi dữ dội, là vùng thứ 8 thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì chúng sinh sinh ở nơi này? Vị ấy thấy có người sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu, nói dối, tà kiến, gây ra nghiệp và quả báo như đã nói ở trước. Này nói về tà hạnh, có người đốt hương cầu khẩn với phụ nữ, nắm tay cam kết, người phụ nữ ấy không có lỗi, xin tâm chê hiền hạ, kẻ ấy cố gây lỗi cho cô ấy. Sau khi gây lỗi, lại thích thú như cũ và cùng nhau hành dục. Do nghiệp ác ấy, khi chết, kẻ ấy bị đọa vào ngục sông lớn, Tỳ Đa La Ni đốt, cuốn trôi dữ dội, chịu khổ não lớn như đã nói ở trước. Tất cả khổ não mà tội nhân ở các địa ngục trước phải chịu, trong ngục này đều có đủ. Ngoài ra, còn có nỗi khổ hơn hết là ở trong hư không tối tăm, mưa xuống gậy sắt nóng. Do nghiệp ác, gậy rất bén, chui vào thân tội nhân thiêu đốt dữ dội. Tất cả các bộ phận của thân đều bị lủng lỗ, bị bữa, cắt, thiêu, nấu, chia sẻ, bị thiêu đốt cả trong lẫn ngoài, chịu khổ não cùng cực. Bị gậy sắt phát lửa đánh đập, tội nhân chịu khổ não cùng cực. Nỗi khổ ấy rất kiên cố, không thể ví dụ được. Chịu khổ xong, tội nhân chạy khắp nơi, rơi xuống bờ hiểm,
Phía dưới bờ có sông Tỳ Đa La Ni thiêu đốt và cuốn trôi. Trong sông chứa đầy rắn dữ. Thấy rắn, tội nhân rất lo sợ. Bị rắn dữ có răng phát lửa và nọc độc nghiền nát thân thể ra như bụi, rồi ăn thịt. Quá đau khổ họ kêu gào, la thóc. Hễ còn nghiệp ác là họ còn chịu khổ không dứt. Trải qua nhiều năm, nếu nghiệp ác hết thì họ mới thoát được địa ngục. Nếu không đọa vào loài ngạ quỷ, súc sinh thì họ cũng khó được thông người, như sùa mù gặp lỗ hổng. Nếu được sinh làm người ở nơi tương ưng với nghiệp thì thường nghèo khó, thường bệnh, luôn buồn khổ, làm tôi tớ cho người khác, các căn không đầy đủ, sinh ở biên địa, vùng núi băng tuyết phủ, mặt mày xấu xí giống mặt ngựa cỏ, chỉ ăn rễ cây, ngọn cỏ để sống, chưa từng biết các thức ăn bằng lúa gạo. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát đại địa ngục đại tiêu nhiệt, xem còn nơi nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết còn có nơi khác tên Vô Giảng Ám, là vùng thứ chín thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì chúng sinh sinh ở nơi này? Vị ấy thấy có người sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu, nói dối, tà kiến, gây ra nghiệp và quả báo như đã nói ở trước. Lại có người sai phụ nữ dụ dỗ người đang khéo tu tập xa lìa tham sân si và sự trói buộc của cảnh giới bên ngoài, khiến họ bị thoái lui. Do nghiệp ác ấy, khi chết người đó bị đọa vào ngục Vô Giảng Ám, chịu mọi thứ khổ não như đã nói ở trước. Tất cả các khổ não dữ dội mà tội nhân các địa ngục trước phải chịu đều có đủ trong ngục này. Lại còn có nỗi khổ hơn nữa, địa ngục ấy có trùng địa bồn, mỏ rất bén, có thể phá hủy kim cương tan thành bọt nước. Do nghiệp ác, tội nhân lại bị trùng dữ làm khổ não, hơn cả nỗi khổ ở địa ngục. So với nỗi khổ do trùng gây ra, thì nỗi khổ ở địa ngục rất là vui. Trùng địa bồn phá xương tội nhân đã ăn tủy, tất cả nỗi khổ trong địa ngục hợp lại cũng không bằng 1% nỗi khổ do trùng gây ra. Họ không thể thoát nạn trùng dữ chạy khắp nơi. Suốt vô lượng năm, họ thường bị thiêu, nấu. So với nỗi khổ mà tội nhân nơi tất cả các địa ngục khác phải chịu, thì nỗi khổ này dữ dội nặng nề nhất. Chịu nỗi khổ như vậy, bị thiêu nấu trong mọi lúc ở địa ngục, nhưng tội nhân vẫn không chết. Do sức của nghiệp ác, họ thường bị thiêu nấu ở địa ngục. Hễ còn nghiệp ác là họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục ấy. Nếu trong quá khứ có nghiệp thiện đã chính, không sinh vào loài ngạ quỷ, súc sinh, thì họ cũng khó được thân người, như sùa mù gặp lỗ hổng. Nếu sinh làm người ở nơi tương ưng với nghiệp, thì sinh vào nhà dâm nữ, làm tôi tớ cho người, nhan sắc xấu xí, tay chân lửa lói, thường phải gánh nước. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát đại địa ngục đại tiêu nhiệt, xem còn nơi nào khác. Vị ấy thấy nghe biết còn có nơi khác tên là Khổ Mang, là vùng thứ 11 thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì chúng sinh sinh ở nơi này? Vị ấy thấy có người sát sinh, trộm cắp, tà hành, uống rượu, nói dối, tà kiến gây ra nghiệp và quả báo như đã nói ở trước. Lại có người phụ nữ dâm dục gặp vị tỳ kheo trì giới chánh hạnh, không phạm giới luật. Khi dòng họ có việc, vì lo sợ nên đi vào nhà thân tính, nhưng chủ nhà là người phụ nữ tà dâm, nói với tỳ kheo: hãy cùng hành dâm với tôi, nếu không tôi sẽ kiện cáo khiến thầy bị vô phạt, hoặc tôi sẽ bảo với chồng tôi là thầy xâm phạm tôi. Nếu cùng hành dâm thì tôi sẽ cho thầy nhiều thức ăn phụ và đủ loại thức uống thơm ngon. Tôi và thầy rất vui, lại không ai biết. Tôi nói với mọi người biết đây là tỳ kheo tốt, trì giới bậc nhất, khiến thầy có nhiều ngọ cụ và đầy đủ thuốc chữa bệnh. Tôi sẽ bảo cho đàn việc cung cấp cho thầy đủ thứ. Do lừa dối khiến vị tỳ kheo hiền thiện thoái lui trên đường chánh,
Nên khi chết, người phụ nữ đó bị đọa vào ngục khổ mang, chịu khổ não cùng cực như đã nói ở trước. Tất cả các khổ não trong các địa ngục trước đều có đủ ở địa ngục này. Ngoài ra, còn có nỗi khổ nặng nề hơn nữa. Ngục tốt bắt người phụ nữ lấy bàn chải sắc bén chà lên da thịt, khiến thịt rớt hết, chỉ còn trơ xương. Sau đó, thịt sinh trở lại còn non mềm và lại bị chà, chà rồi lại sinh, sinh rồi lại chà. Ngục tốt bắt người phụ nữ ấy, thịt sinh ra càng nhiều và non mềm hơn, lại dùng bàn chải sắt chà khắp thân thể tội nhân, rồi dùng lửa thiêu đốt. Đau khổ cực độ, người phụ nữ kêu gào la khóc. Do tích tụ nghiệp ác, tội nhân phải chịu khổ trong mọi lúc và chạy đi khắp nơi. Do nghiệp ác, thấy vị tỳ kheo trước đây đi về phía mình, cô ta liền bị ý dâm dục lừa dối nên chạy mau về phía đó. Giặc nghiệp thật khó lìa bỏ, ở nơi dữ ác mà tâm dâm dục vẫn còn tồn tại. Vừa thấy vị tỳ kheo ôm thân thể mình, cô ta liền chui vào bồn lửa, bị lửa thiêu cháy cùng khắp. Suốt vô lượng năm, chịu nỗi khổ cứng chắc dữ dội nhất. Hễ còn nghiệp ác là họ còn chịu khổ không dứt. Nếu nghiệp ác hết, họ mới thoát được địa ngục đó. Tuy thoát được nơi ấy, nhưng suốt 500 đời, họ sinh làm súc sinh, và sau đó khó được thân người như sù mù gặp lỗ hổng. Nếu sinh làm người ở nơi tương ưng với nghiệp thì phải làm phụ nữ, thường hốt dọn phân và nước tiểu trong thành, là người hèn hạ nhất, nghèo nàn, xấu xí, bệnh hoạn, tay chân lỡ lói, môi miệng sức lỡ, sắc mặt rất xấu, không có cha mẹ và anh chị em thân thích, thường đi xin ăn để sống, áo quần rách rưới dơ bẩn, thân thiếu hết một phần, bị thương ở bên ngoài, bị các đứa trẻ đánh và ném đá, chịu khổ cực trong cuộc sống. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát đại địa ngục đại tiêu nhiệt, xem còn nơi nào khác. Vì ấy thấy nghe biết, còn có nơi khác tên Vũ Lũ Mang, Đậu Tẩu, là vùng thứ 11 thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì, chúng sinh sinh ở nơi này? Vị ấy thấy có người sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu, nói dối, tà kiến, gây sa nghiệp và quả báo như đã nói ở trước. Lại có người tà dâm, xâm phạm tỳ kheo ni thanh tịnh, hoặc là nhân lúc loạn lạc, đất nước không yên, nên cưỡng bức xâm phạm tỳ kheo ni giữ giới chân chánh, còn là con gái, làm nhơ nhuốc tịnh hạnh của cô ta. Do nghiệp ác ấy, khi chết, họ bị đọa vào ngục Vũ Lũ Mang, Đậu Tẩu, chịu nhiều thứ khổ não. Như đã nói ở trước, tất cả khổ não mà tội nhân các địa ngục trước phải chịu, ngục này đều có đủ. Ngoài ra, ở đây còn có nỗi khổ hơn hẳn. Có vô lượng đao bén bằng kim cương, làm thành lưới đao che phủ khắp mọi nơi. Khi tội nhân di động thân tới lui, khắp thân thể liền bị cắt. Lưới đao và lưới mũi nhọn kim cương trói tội nhân, giống như con ruồi bị dính lưới. Tội nhân ở trong lưới đó sống rồi lại chết, chết rồi sống lại, bị ngục tốt dùng tên sát phát lửa bắn vào khắp thân, bị lưới kim cương trói và tên lửa bắn. Tội nhân chịu khổ não và bậc nhất kêu la rên rỉ, buồn rầu gào khóc, toàn thân rã nát và bị trói rất chặt. Nếu thoát được nơi đó, do nghiệp ác khiến phải chịu khổ cực, nên họ chạy khắp nơi và lại chui vào đống than đang cháy hừng. Thân thể tan chảy, bị thiêu đốt nên họ kêu la, nhưng không có bạn bè cứu giúp an ủi. Thấy đằng xa có cánh cửa lớn phát ánh sáng, họ chạy vội đến. Đến nơi, có con trăng lớn còn độc hơn lửa, và nó chui vào miệng. Ở trong đó, tội nhân bị thiêu đốt không thể kêu la. Do nghiệp ác, con trăng lăn lộn, làm tội nhân tan nát như cát, tất cả cân mạch đều bị dập nát. Suốt vô lượng trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ năm, tội nhân bị thiêu, bị vặn bẻ tan nát. Khi thoát khỏi miệng trăng, cân mạch trong thân đều rã rời, tội nhân chạy khắp nơi và lại gặp ngục tốt đến bắt.
Ngục tốt dùng dao bén bằng sắt cắt tất cả các bộ phận của thần, khiến thần giống con cá bị làm thịt. Suốt vô lượng năm, họ thường chịu khổ như vậy. Hễ còn nghiệp ác là họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục ấy. Tuy thoát khỏi địa ngục, nhưng lại phải làm quỷ đói, súc sinh trong 500 đời. Sau đó, họ khó được làm thân người, như rùa mù gặp lỗ hổng. Nếu sinh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì nghèo nàn, thường đau bệnh, xấu xí, thân thể thường bị ghẻ lửa, thường chịu khổ não. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát đại địa ngục đại tiêu nghiệp, xem còn nơi nào khác. Vị ấy thấy nghe biết còn có nơi khác tên Pháp Quỷ Ồ, là vùng thứ 12 thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì chúng sinh sinh ở nơi này? Vị ấy thấy có người sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu, nói dối tà kiến, gây ra nghiệp và quả báo đã nói ở trước. Lại có người tà dâm, hoặc vì say rượu, hoặc vì ý dục hừng hãy hành dâm với chị em. Do nghiệp ác, khi chết họ bị đọa vào ngục Pháp Quỷ Ô, chịu khổ não lớn, như đã nói ở trước. Tất cả các khổ não mà tội nhân ở các địa ngục trước phải chịu, ngục này đều có đủ. Lại còn có nỗi khổ hơn nữa là bị rơi vào lò đồng cháy bỏng, thân liền bị chảy tan, rồi hợp trở lại, sau đó lại tan chảy ở trong lò, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, thường chịu khổ cùng cực. Ngục tốt dùng hai cái bể lò rèn thổi vào lò, khiến cho không thể phân biệt đâu là lửa trong lò, đâu là tội nhân. Suốt vô lượng năm, họ bị nấu trong lò như người ta nấu vàng. Người gây nghiệp ác bị thiêu nấu trong địa ngục như vậy. Nếu được thoát khỏi lò đồng, họ bị ngục tốt bỏ lên đè và dùng chày sắt nện như thợ rèn nện cục sắt. Lúc bị nện thì họ chết, nhưng khi nhấc chày lên thì sống lại. Trong vô số năm, tội nhân thường xuyên bị thiêu, bị nén. Nếu thoát khỏi nơi ấy, ngục tốt lại đặt họ vào bên trong cái trống. Do nghiệp ác, trống phát ra âm thanh đáng sợ, làm người nghe bị vỡ tim, nát rồi sinh lại, sinh rồi lại nát. Họ cứ chết rồi sống lại, sống rồi lại chết. Hễ còn nghiệp ác là họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục đó. Tùy thoát khỏi địa ngục, nhưng họ lại sinh làm súc sinh trong 600 đời. Nếu sinh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì tâm thường hoảng sợ như nai hoang, tâm rối loạn không yên, thường sợ quan bắt trói, tuổi thọ rất ngắn, tâm không yên ổn. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát đại địa ngục đại tiêu nhiệt, xem còn nơi nào khác. Vị ấy thấy nghe biết còn có nơi khác tên Bi Khổ Hống, là vùng thứ 13 thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì chúng sinh sinh ở nơi này? Vị ấy thấy nghe biết người nào sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu, nói dối, tà kiến, gây ra nghiệp và quả báo như đã nói ở trước. Này nói về tà dâm, có người nghe tà pháp trong buổi trai hội nên hành dâm với chị hoặc em gái. Pháp tà vậy mà Bà La Môn thuyết giảng, nếu người nữ thương người nam mà người nam không chịu lấy thì mắc tội nặng. Người Bà La Môn cho rằng ai không làm vậy là phá hoại pháp sẽ mắc tội. Vì bị pháp ác lừa dối nên họ đã làm việc tà hạnh. Do nghiệp ác, khi chết họ bị đọa vào ngục Bi Khổ Hống, chịu khổ não đủ loại. Như đã nói ở trước, tất cả các khổ não trong các địa ngục trước, ngục này đều có đủ. Ngoài ra, còn có nỗi khổ hơn hẳn. Ở đây, tội nhân bị ngục tốt cầm chày sắt phát lửa, giả đập sức mạnh, làm toàn thân tan nát, không còn chỗ nào nguyên vẹn, giống như là gạo hoặc đậu. Toàn thân đều bị thương tích, chịu khổ nóng bức, cô đơn không bè bạn. Họ chịu nỗi khổ dữ dội trong thời gian lâu dài không thể tính được. Nếu hết nghiệp, thoát được nạn chài sắt lửa, họ chạy khắp nơi,
rồi lại vào đất sắt phát lửa. Khi đã vào, họ liền té nhào xuống, chịu khổ não, nên kêu gào la hét. Họ lại thấy khu rừng lớn cách đó không xa, có màu như mây xanh rất là yên lặng. Có nhiều tiếng chim hót, cách đó không xa có một ao nước lớn, trong sạch đáng yêu. Tội nhân nghĩ, đó là rừng cây yên tĩnh nhất và ao nước trong sạch nhất, ta đến đó sẽ được an vui. Vì mong được cứu giúp, che chở, họ chạy về phía rừng cây. Ở trong đất sắt nóng, có nhiều đám lửa. Tội nhân thấy rừng cây có nhiều kia chim, cách đó không xa, nên chạy về phía rừng, mong được an vui, mong được cứu giúp. Nhưng khi đến nơi, thì tất cả đều khác với điều họ đã thấy, khiến họ càng chịu khổ não. Tất cả mọi thứ đều rất đáng sợ. Nơi đó có rồng dữ, miệng rất lớn, có ngàn đầu, mắt phát lửa, phun độc dữ dội. Chúng là những cây mà trước đây họ đã thấy. Còn tiếng chim mà trước đây họ đã nghe, này chính là tiếng kêu gào của tội nhân đang bị cháy khắp thân. Tiếng mà trước đây đã nghe và cho là tiếng chim đều là tiếng kêu gào rất lớn của tội nhân khi bị rồng bắt ăn thịt, cùng gây ra đủ loại khổ đau. Sau khi bị rồng lửa ăn, họ sống lại trong miệng rồng. Do nghiệp của mình, ở trong miệng rồng, họ chết rồi sống lại, sống rồi lại chết, thường xuyên bị ăn. Suốt nhiều năm không thể tính hết, họ cứ bị ăn rồi sống lại. Nếu hết nghiệp được thoát khỏi miệng rồng, thì họ rất nóng và khát. Họ lại thấy ao nước ở nơi khác, nên chạy vội tới. Lửa tối phủ kín ao nước, lửa địa ngục đầy trong ao, sau một do tuần. Sau khi đến ao, tội nhân liền nhảy vào và chìm xuống, chịu khổ não dữ dội tương tự với nghiệp, không thể ví dụ. Hễ còn nghiệp ác là họ còn chịu khổ không dứt, đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục ấy. Tùy thoát nơi này, họ sinh làm loài ngạ quỷ, xúc sinh trong 700 đời. Sau đó, họ khó được thân người, như rùa mù gặp lỗ hổng. Nếu sinh làm người ở nơi tương ưng với nghiệp thì nghèo khổ, nhiều bệnh, bị người khác sai khiến. Đi xin ăn trên đường phố, thân hình thấp bé, đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát đại địa ngục, đại tiêu nhiệt, xem còn nơi nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết còn có nơi khác tên Đại Bi, là vùng thứ 14 thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì chúng sinh sinh ở nơi này? Vị ấy biết người nào sát sinh, trộm cắp, tà hành, uống rượu, nói dối, tà kiến, gây ra nghiệp và quả báo như đã nói ở trước. Lại có người theo người khác đọc tụng hoặc nghe giảng kinh luận, người ấy đa dâm, đã hành dâm thê thiếp của thầy, vợ của thầy trinh tiết đã bị lừa dối, dụ dỗ làm việc dâm dục. Họ thường nói với mọi người, đó là mẹ tôi, vì vợ của thầy cũng như mẹ mình. Nhưng vì tâm si mê, nên họ đã phản bội lòng tin của thầy và làm việc dâm dục như vậy. Do nghiệp ác ấy, khi chết, họ bị đọa vào ngục Đại Bi, chịu khổ não lớn như đã nói ở trước. Tất cả khổ não trong các địa ngục trước, địa ngục này đều có đủ, lại còn có nỗi khổ hơn hẳn. Nơi đó có giường sắt nóng, giường có dao bén, giống như răng của cối xay bằng đá. Tội nhân thường bị mài xét dữ dội trong đó. Tất cả các bộ phận của thân, da thịt, gân mạch, xương tủy, máu, nước dịch đều bị hòa trộn, bị mài xét. Họ kêu gào, than khóc, thảm thiết. Nghe âm thanh đó, tội nhân ở các địa ngục khác sinh khổ não lớn, còn không còn để ý đến nỗi khổ của chính mình. Tuy bị mài xét, nhưng họ thường không chết. Suốt vô lượng năm, họ bị mài như vậy mà vẫn sống hoài. Hễ còn nghiệp ác là họ còn chịu khổ không dứt. Nếu nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục ấy mà sinh làm loài ngạ quỷ, xúc sinh trong 6.000 đời. Sau đó, họ khó được thân người như rùa mù gặp lỗ hổng. Nếu sinh làm người ở nơi tương ưng với nghiệp thì hoặc là chết trong thai, hoặc chết khi vừa sinh ra, hoặc chết khi chưa ngồi được.
hoặc chết khi chưa đi được, hoặc chết khi mới biết đi, biết chạy. Sinh ra ở đâu, các căn đều không đầy đủ. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát đại địa ngục, đại tiêu nghiệp, xem còn nơi nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết, lại có nơi khác tên vô bi ám, là vùng thứ 15 thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì, chúng sinh sinh ở nơi này? Vị ấy thấy nghe biết, người nào sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu, nói dối, tà kiến, gây ra nghiệp và quả báo như đã nói ở trước, lại có người hành dâm với con dâu của mình. Do nghiệp ác đó, khi chết họ bị đọa vào ngục vô bi ám, chịu nỗi khổ thảm khốc như đã nói. Tất cả những nỗi khổ ở các địa ngục trước đều có đầy đủ nơi địa ngục này, lại còn có nỗi khổ hơn hẳn. Đất ở nơi này bằng sắt, bốc lửa sôi sùng sục. Ngục tốt bắt tội nhân bỏ trên đất sắt nóng, làm tội nhân bị lật lên, rơi xuống đến trăm ngàn lần. Họ hợp thành một khối khít đến độ không chứa được đầu sợi lông và đều bị nấu. Ngục tốt dùng chày nện tội nhân, làm thành khối khác kín hơn khối trước. Họ bị giã nhuyễn và hợp lại chặt kín không thể phân biệt. Suốt vô lượng năm, họ chịu nỗi khổ như vậy. Hễ còn nghiệp ác là họ còn chịu khổ không dứt. Nếu nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục và sinh làm loài ngạ quỷ, súc sinh trong 900 đời. Sau đó, họ khó được thân người như rùa mù gặp lỗ hổng. Nếu sinh làm người ở nơi tương ưng với nghiệp, thì nghèo nàn, thường bệnh, thường bị kẻ thù phá hoại, sinh vào nước ác, làm người mọi rợ ở biển, là người hèn hạ nhất, tuổi thọ ngắn. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát đại địa ngục, đại tiêu nghiệp, xem còn nơi nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết, còn có nơi khác tên Mộc Chuyển, là vùng thứ 16 thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì, chúng sinh sinh ở nơi này? Vị ấy thấy nghe biết, người nào sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu, nói dối, tà kiến, gây ra nghiệp và quả báo như đã nói ở trước. Lại có người được người khác cứu mạng, hoặc là có bệnh sắp chết, được người cứu, hoặc sắp bị giết và được người khác cứu. Người ấy mang ơn mà không biết ơn, lại hành dâm với vợ của người đã cứu giúp mình, do nghiệp ác đó. Khi chết, họ bị đọa vào địa ngục Mộc Chuyển, chịu vô số khổ não như đã nói. Tất cả các khổ não trong cái địa ngục trước đều có đủ trong địa ngục này, lại còn có nỗi khổ hơn hẳn. Nơi ấy có sông tên kêu gào lớn chứa chì, thiết, sôi, thiêu nấu và cuốn trôi tội nhân. Có vô lượng tội nhân bị thiêu nấu và cuốn trôi dưới sông. Tội nhân ấy cũng bị sông cuốn trôi, do bị cuốn quá mau nên đầu họ nhào xuống trước. Khi đã vào, họ bị chìm và cùng với các tội nhân khác luân phiên chèn ép lẫn nhau, không thể phân biệt. Bị các tội nhân ở trên đè ép, lại bị nước chì thiết sôi, thiêu nấu, nên họ kêu gào, chịu khổ không dứt. Do nghiệp ác, tội nhân chịu khổ như vậy. Lại có cá lớn ma kiệt thọ ăn các bộ phận của thân. Bị ăn xong, họ sống trở lại và tiếp tục chịu khổ như vậy. Hễ còn nghiệp ác là họ còn chịu khổ không dứt. Nếu nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục ấy mà sinh làm loài ngạ quỷ, súc sinh trong 500 đời. Sau đó, nếu được làm người ở nơi tương ưng với nghiệp, thì bị tất cả người nữ đều khinh ghét, cha mẹ vợ con, anh em đều chán ghét. Trong 500 đời, không thể làm việc dâm dục. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát đại địa ngục, đại tiêu nghiệp, thì thấy chỉ có 16 vùng, không thấy vùng thứ 17. Vị ấy quán khắp mọi nơi thì cũng chỉ thấy có 16 vùng. Địa ngục rất lớn, rất nóng, rất dữ này không có bờ bến. Ở trong địa ngục, tội nhân bị thiêu nấu, chịu khổ não lớn là do nghiệp của chính mình, chẳng phải do người này mà người khác chịu khổ. Hễ có làm thì có chịu,
không làm thì không chịu, ta phải nhận quả báo tương tự với nghiệp đã tạo. Sau khi tư duy về quả báo và hành nghiệp của địa ngục, tỳ kheo ấy nhàm chán sinh tử, không thấy có vui, thường, ngã, tịnh, chỉ thấy tất cả đường sinh tử đều vô thường, khổ, không, vô ngã. Đã thấy như vậy, vị ấy lìa bỏ tất cả tham dục, thoát khỏi sự trói buộc của dục, không còn làm việc dâm dục, lìa bỏ ý dâm dục, chấm dứt nguyên nhân tham dục. Thấy sự lỗi lầm tai hại của tham dục, vị ấy càng thêm lo sợ, nên thu giữ ba nghiệp, thân khẩu ý, một cách chân chánh tu tập các hạnh thù thắng, không bị lệ thuộc và không bị ma sai khiến. Nhờ tu tập như vậy, vị ấy thoát khỏi sinh tử và phá tan chiếc cụm ác tương tục. Lại nữa, người tu hành tư duy thuận theo chánh pháp, quan sát pháp hành và nghĩ, tỳ kheo ấy thật là hiếm có sức tăng thượng, thành tựu địa thứ 11. Thấy tỳ kheo ấy siêng năng, không mệt mỏi, có sức tăng thượng, dạ xoa nơi đất hoan hỷ, tâu lên dạ xoa hư không. Dạ xoa hư không tâu lên trời tứ thiên vương, như đã nói ở trước, họ lần lượt tâu lên cho đến đại phạm thiên. Họ tâu, ở thôn ấy, nước ấy, thuộc cõi diêm phù đề, có thiện nam tên đó, họ đó, cào bỏ sâu tóc, đắp pháp y, xuất gia chân chánh, không thích ở cảnh giới ma, không ưu tâm tham ái, không thích sẵn phiền não. Thấy người khác bị phiền não, liền sinh nhàm chán đối với tất cả thế gian sinh tử. Sau khi nghe, Phạm Thiên hoan hỷ nói, thế lực của ma đã giảm bớt, bề bạn chánh pháp tăng thêm. Người tu hành dùng thiên nhãn, quan sát thấy tỳ kheo ấy đã thành tựu địa thứ 11. Xem kỹ con đường chánh, biết được pháp nghiệp báo, thấy rõ các niệm nơi thân miệng ý. Các tỳ kheo biết tường tận chi tiết về ba loại nghiệp thân khẩu ý, hoặc là trời, hoặc là ma, hoặc các vị trời cõi sắc, hoặc sa môn, hoặc bà la môn, còn không thể biết rõ về chi tiết huống gì là ngoại đạo già la ca, ba lợi bà xà ca, làm sao có thể biết được. Nếu đệ tử ta nghe ta dạy thì có thể biết về ba loại nghiệp vi tế, biết hết từng phần nhỏ. Này các tỳ kheo, nếu có người khác hoặc là ngoại đạo già la ca, ba lợi bà xà ca hỏi như vậy, các ông đáp như vậy. Nếu bị hỏi như thế thì các ngoại đạo đó không thể trả lời. Vì sao? Này các tỳ kheo, chúng sinh bị lệ thuộc vào sinh tử, do chẳng phải là việc làm của họ, chẳng phải là cảnh giới, nên họ chỉ biết sơ sài, không thể biết đầy đủ, chỉ biết thoáng qua, biết một cách lệch lạc, chỉ biết chút ít. Sự trình bày về ba nghiệp thân khẩu ý của họ chỉ làm hại người khác, không thể dứt trừ sinh lão bệnh tử, buồn rầu than khóc và tất cả khổ não, không thể chứng thánh pháp, không đến được niết bàn, chẳng phải là đạo rốt ráo, chẳng phải là pháp tịch tỉnh, chẳng phải là pháp an lạc, chẳng phải là đường sinh thiên. Ba loại thân khẩu ý mà họ tư duy chỉ có tâm ngã mạn. Này các tỳ kheo, ngoại đạo già la ca, ba lợi bà xà ca tự ý vui vẻ, không tư duy về công đức của sự vượt qua. Ba loại nghiệp thân khẩu ý của họ rất ác, họ không giống ta được chút xíu, ví như đem niết bàn so với sinh tử thì không có giống nhau chút nào. Như lý và tướng cách xa nhau, sự hiểu biết và ba nghiệp của họ và của ta không giống nhau một chút nào. Này các tỳ kheo, các ông nên biết, các ngoại đạo đến hỏi thì chỉ có ngôn ngữ, còn Phật có chánh đạo, niết bàn tịch diệt, tất cả sinh tử đều vô thường hư hoại, đều khổ không vui. Các tỳ kheo nên biết, không có vật gì là thường còn, không có vật gì là đứng yên, không có vật gì là không biến động, không có vật gì là không đổi khác. Này các tỳ kheo, người tu hành thấy tỳ kheo ấy biết rõ từng loại thân khẩu ý, nghiệp và đạt đến thành niết bàn. Lại nữa, người tu hành quan sát bằng cách nào tỳ kheo ấy thành tựu địa thứ 12, bà thấy vị ấy siêng năng không mệt mỏi, quan sát nhân quả nơi nghiệp ác
của bảy địa ngục lớn và các nơi khác. Sau khi quán kỹ và nghiệp báo, vị ấy biết lại có địa ngục rất lớn tên A Tỳ, bảy địa ngục lớn và các vùng khác kia chỉ bằng một phần ngàn địa ngục A Tỳ. Do nghiệp gì chúng sinh sinh ở nơi này? Vị ấy thấy nghe biết người nào cố tâm giết cha, giết mẹ, lại có tâm ác làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, giết A-la-hán, thì do nghiệp ác họ sinh vào đại địa ngục A Tỳ, trải qua một kiếp trụ, đến kiếp giảm thì nghiệp đã gần hết, nhưng họ vẫn ở địa ngục A Tỳ, vì trong kiếp trung gian họ đã tạo nghiệp ác đọa vào ngục ấy. Họ bị thiêu nấu ở ngục A Tỳ trong kiếp giảm. Vì sao? Thời gian đã qua không thể kéo trở lại. Vì vậy, ở trong kiếp giảm, họ bị thiêu nấu chịu khổ dữ dội, do phải trả quả báo của nhiều nghiệp ác trong thời gian ngắn. Người nào tạo nghiệp đọa vào ngục A Tỳ một cách miễn cưỡng thì chịu khổ không nặng lắm. Người nào tạo nghiệp vào địa ngục A Tỳ một cách cố tâm thì sẽ chịu nỗi khổ nặng nề. Tất cả nghiệp và quả báo của nghiệp đều là pháp do tâm và tâm sở tạo ra, đều là tâm tự tại, tâm hòa hợp, tâm tùy thuận, lại có sáu kế sử trói buộc chúng sinh. Nếu tâm tịch tỉnh, chúng sinh được giải thoát. Theo thứ tự, ở địa ngục A Tỳ, do gây nhân khác nhau nên khổ não mà họ phải chịu là có thân lớn và nhỏ khác nhau. Người nào mắc năm tội nghịch thì có thân dài lớn đến 500 do tuần ở trong địa ngục. Người nào phạm 4 tội nghịch thì có thân dài 400 do tuần. Người nào phạm 3 tội nghịch có thân dài 300 do tuần. Người nào phạm 2 tội nghịch có thân dài 200 do tuần. Người nào phạm mỗi tội nghịch thì có thân dài 100 do tuần. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy quan sát đại địa ngục A Tỳ ở đây gọi là Mao Khởi, là địa ngục lớn nhất gồm bao nhiêu vùng. Vị ấy thấy nghe biết khắp địa ngục này có 16 vùng mang các tên là: một, mỏ quạ ô khẩu; hai, nhất thiết hướng địa; ba, vô bỉ ngạn thường thọ khổ não; bốn, cáo sống giả can hống; năm, thiết giả can thực; sáu, bào tử đen hắc đổ; bảy, thân dương; tám, mộng kiến úy; chín, thân dương thọ khổ; mười, lưỡng sơn tụ; 11, diêm bà phả độ; 12, tinh mang; 13, khổ não cấp; 14, xú khí phủ; 15, thiết diệp; 16, thập nhất diệm. Khắp đại địa ngục A Tỳ có 16 vùng khác nhau như vậy. Tỳ kheo lại quan sát xem vì sao địa ngục A Tỳ là nơi người bị đọa vào đó sẽ chịu nhiều khổ não, mà lúc xếp sắp chết cho đến thân trùng hữu họ lại sinh vào nơi khổ sở ấy. Vị đó thấy chúng sinh bị tham dục, sân hận, ngu si che lấp, tạo các nghiệp ác, gây nghiệp ác nên bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Trong số những người gây ra nghiệp ác bị đọa vào địa ngục A Tỳ, có người do cầu sinh thiên nên dùng lửa dữ đốt chết mẹ mình, có người xô mẹ rơi từ núi cao xuống cho chết, có người dìm mẹ xuống nước cho chết, có người bỏ mẹ mình chết đói. Do nghe điều ác nên người ngu si đi theo đường ác để giết mẹ, do tâm tham mong sinh thiên nên họ giết mẹ, hoặc bỏ mẹ chết đói, hoặc xô từ trên núi hiểm trở rơi xuống chết, hoặc lấy lửa đốt, hoặc nhận nước cho chết. Vì ưa thích và mong được sinh thiên, họ đã giết mẹ mình. Có người do tâm sân dùng thuốc độc giết mẹ, có người do khinh rẻ hoặc bị người xúi dục hoặc tự ý mình nên giết mẹ giết cha, do bà độc gây họ nên họ giết mẹ giết cha như vậy. Lại có người do ngu si không biết Như Lai là ruộng phước lớn nên để giận dữ làm thân Như Lai chảy máu, vì sân hận họ phá tăng giết A-la-hán. Do nghiệp ác đã tạo, họ phải xa lìa tất cả và sinh vào đại địa ngục A Tỳ. Lúc sắp chết, trong số những người mang nghiệp ác
Có người bị lửa lớn của địa ngục A Tỳ sinh ngay trên thân, có người lúc sắp chết ở trong thân trung hữu để chịu nỗi khổ của địa ngục A Tỳ khi còn ở vị trí trung gian. Dù cho họ đã tạo nghiệp ác bị đọa nơi địa ngục A Tỳ vào lúc nào đi nữa, thì tất cả nghiệp thiện đều bị thiêu cháy ngay lúc ấy. Nếu người đó xuất gia thì nhất định nhận chịu nghiệp. Tất cả phần nghiệp giải thoát đều bị thiêu cháy hết, không được thọ giới. Sau khi thiêu xong, nghiệp ác thiêu đốt thân người ấy do tạo tội ngũ nghịch, họ không được hưởng những nghiệp tốt đẹp đã tạo trước kia. Nơi quyết định vận mệnh người ấy chính là địa ngục. Nó khiến cho tuổi thọ giảm thấp. Nếu số mạng là 100 tuổi thì họ chỉ sống tới 20 tuổi. Mong cầu điều gì cũng đều không được, như là gieo giống vào ruộng muối. Người gây nghiệp ác dù đã gây được nhân sinh thiền thì ngay lập tức bị mất tất cả, không được hưởng lợi ích. Các căn chậm lục thường thấy mọc ác, thường gặp hết thảy các việc bất lợi, vợ con nô tỳ đều bị bỏ đi, thường đói khát. Nếu gặp thức ăn ngon thì không được mùi vị vốn có của nó, âm thanh họ nghe đều bị hư hoại, xúc giác luôn khổ sở, sắc mặt rất dữ, tâm thường hoảng sợ, là người hèn hạ, không có lý do mà lại kinh sợ tất cả anh em thân thích. Thấy khói ở khắp nơi trên thế giới, các phần ngăn cách trên thân không đều, thấy cảnh tượng xấu ở xa, tắm rửa mau khô, thân thường bị bệnh nóng và bệnh vàng da, miệng thường mặn chát, giường nằm tuy mềm nhưng khi họ đụng vào liền cứng, nghe tiếng thổi sáo, tiếng đánh trống, tiếng đàn tỳ bà mà vẫn còn thấy khổ sở, huống gì là các âm thanh khác. Lại nữa, tỷ thức họ bị hư hỏng, ngửi vật có mùi thơm lại thành mùi thối, tất cả các bộ phận của thân đều bị rửa thối, tất cả lông tóc đều bị rơi rụng không chắc chắn, răng hư và đổi màu, tay chân nứt nẻ, quên hết mọi tính toán, ban ngày thường bị dọa nạt, nằm mộng liền hoảng hốt, do lo sợ nên thường gầy ốm. Nếu dùng hoa đẹp đặt lên đầu và thân thì mau chóng khô héo, quần áo rách nát, thường sinh cấu kết, mới tắm giặt xong liền có đất trở lại. Khi đi trên đường tự nhiên bị té làm thân bị thương, tự thân cũng mọc nhiều mụn nhọt rất khó lành. Khi ngủ cổ họng khô, thường thích uống nhiều nước. Thành ấp thôn xóm thật đông người mà lại thấy trống rỗng, không thấy màu thật của mặt trời và trăng sao. Gió nhẹ thổi đến cảm thấy đau buốt như sắt cắt thân. Nếu muốn gần lửa thì thân bị đốt cháy, vừa nóng vừa buốt, chịu đau đớn vì nóng gấp hai người khác. Cảm thấy mặt trăng ấm, đối với nước rất lạnh họ cũng thấy ấm. Rừng cây rất đẹp thấy thành xấu, tiếng chim vốn đáng yêu nay nghe giống tiếng cáo kêu. Thấy mọi người đều giống nhà mồ, thường nghe âm thanh đáng ghét, tuy uống rượu nhưng lại không thích, tuy không hề gây ác mà bị phạt tội, thường tiểu tiện ở ngã ba ngã tư những phố lớn. Người đó bị chư thiên xa lánh và thường gặp những việc không lợi ích. Màu da người đó như rừng bị thiêu, mọi người đều ghét bỏ. Người gây nghiệp ác có tướng A Tỳ ngay trong hiện đời. Kế đó tướng chết hiện, mặt trời thấy thành mặt trăng, ban đêm thì thấy mặt trời, không thấy bóng mình, không có nguyên do, mà lại nghe âm thanh đáng ghét, mũi nhăn và xiêm xẹo, lông tóc dính nhau, thân bị sốt nóng đến chết, khắp thân bốc lên hơi nóng. Có 404 loại bệnh thì họ mắc hết 400 bệnh. Khắp thân bị khổ não dày vò như bị thiêu trong hầm lửa. Thân thể chứa 80 loại trùng, tất cả mạch, gân, da, mỡ, thịt trong thân đều có 80 loại gió thổi giết trùng ấy. 80 loại trùng bị 80 loại gió giết. 80 thứ đó là: 1. Trùng lông bị gió mèo quá giết. 2. Trùng mỏ đen bị gió tùy thời giết. 3. Trùng vô lực bị gió mộng kiến loạn giết. 4. Trùng đại lực tác bị gió bất nhẫn giết. 5. Trùng mê tác
bị gió trùng sát tự tác giết. 6. Trùng họa sát tác bị gió vì áp giết. 7. Trùng hoạt bị gió thiết quá giết. 8. Trùng hà phiêu bị gió phẫn thỉ thượng giết. 9. Trùng khiêu bị gió phẫn môn hành giết. 10. Trùng phân biệt kiến bị gió ức niệm quá giết. 11. Trùng ác xú bị gió bì quá giết. 12. Trùng cốt sinh bị gió vị quá giết. 13. Trùng miệng đỏ bị gió mạch quá giết. 14. Trùng chăm thích bị gió dục quá giết. 15. Trùng mạch hành thực bị gió cốt quá giết. 16. Trùng tất ba la bị gió thực lực giết. 17. Trùng mỏ cứng bị gió trì ngưu giết. 18. Trùng không long bị gió cấu tác giết. 19. Trùng miệng kim bị gió thấp quá giết. 20. Trùng vị xuyên phá bị gió thể đa quá giết. 21. Trùng bất hành bị gió thực hòa hợp giết. 22. Trùng thể tán bị gió sĩ phá giết. 23. Trùng ba đốt bị gió hầu tập giết. 24. Trùng tràn phá bị gió hạ hành giết. 25. Trùng tắc trương bị gió thượng hành giết. 26. Trùng kim bị gió tam xương giết. 27. Trùng phẫn môn thục bị gió tiết tiết hành giết. 28. Trùng bì tát bị gió tâm quế giết. 29. Trùng chỉ trủy bị gió tán loạn giết. 30. Trùng hòa tập bị gió khai hợp giết. 31. Trùng ác xú bị gió tổng bế giết. 32. Trùng ngũ phong cộng vị bị gió tàn tập giết. 33. Trùng trúc trúc bị gió tàn tán giết. 34. Trùng tàn hoa bị gió hành khứ lai trụ tẩu tác giết. 35-42. Trùng đại xỉn, trùng rắn, trùng đen, trùng đại thực, trùng noãn hành, trùng tai mắt mũi bị gió thần giết. 43. Trùng thị cốt bị gió chim quá giết. 44. Trùng chân đen bị gió lãnh mạc quá giết. 45. Trùng mật cát bị gió tủy quá giết. 46. Trùng não bị gió y trảo giết. 47. Trùng độc lâu hành bị gió y túc nhất xương giết. 48. Trùng đầu cốt hành bị gió bất giác tác giết. 49. Trùng phiền não dữ bị gió phá hoại giết. 50. Trùng nhĩ hành bị gió hành phách giết. 51. Trùng da toàn thân bị gió khối quá giết. 52. Trùng chỉ biến hành bị gió phá bể giết. 53. Trùng duyên lệ bị gió phá tiết giết. 54. Trùng niết sĩ cốt bị gió bể phá bất giác giết. 55. Trùng duyên thực bị gió lực lạng giết. 56. Trùng thó lãnh mạc bị gió cân thôi trụ giết. 57. Trùng thổ bị gió thập hòa phiêu nội hành toàn giết. 58. Trùng mật túy bị gió mật loạn giết. 59. Trùng lục vị hy vọng bị gió mèo trẻo thủy hoại giết. 60. Trùng trữ khí bị gió tinh xuất giết. 61. Trùng tăng vị bị gió phá hoại tác giết. 62. Trùng mộng hy vọng bị gió khoan trụ giết. 63. Trùng mao sinh bị gió càng thị tác giết. 64. Trùng thiện vị bị gió nhất xương phược giết. 65-66. Trùng danh trùng mẫu bị gió lục thứ giết. 67. Trùng ma quan bị gió nhất thiết phòng thân tác giết. 68. Trùng mao thực bị gió kiện họa giết. 69. Trùng tập tập bị gió nhất thiết động phần thân giết. 70. Trùng tạc bị gió nhiệt tác giết. 71. Trùng sang sinh bị gió hòa tập giết. 72. Trùng chúc chúc bị gió hạ thượng giết. 73. Trùng cân bế bị gió mạn giết. Khi gió mạn đến người ấy liền vãi phân ra và chết. 74. Trùng mạch động bị gió bế giết. Tất cả chúng sinh
lúc sắp chết đều có tất cả loại trùng và gió như vậy. Gió không tương ưng nên giết trùng ấy. Do nghiệp ác điên đảo, tội nhân ở địa ngục A Tỳ bị gió điên đảo thổi lên xuống như vậy. Do nghiệp ác của họ, có gió rất mạnh thổi khắp thân thể. 80 loại gió này giết 80 loại trùng tương ưng với nó theo sự điên đảo. Có gió tên Tất Ba La Châm có thể khiến toàn thân khô kiệt như cây mía bị máy ép, tất cả máu đều khô, tất cả mạch bị bế tắc, tất cả gân bị đứt, tất cả tủy đều cạn, chịu khổ não cùng cực. Người tạo nghiệp ác tương ưng với người của địa ngục A Tỳ lúc sắp mạng chung thì trùng ấy cũng sắp chết. Họ liền thấy có cảnh tượng là tướng địa ngục giống như cái nhà bị màn đen che phủ, lửa nổi lên một bên và từ từ lan khắp thiêu hết tất cả mọi thứ trong cái nhà bị màn đen che ấy. Thấy như đã bị thiêu, họ kinh sợ nhăn mặt rên la, hai tay quơ loạn xạ, mắt láo liền và chảy nước mắt, nghiến răng ra tiếng, môi mím lại. Họ lại thấy cảnh tượng thứ hai là một đống tối đen khổng lồ nên càng kinh hoàng. Thấy nhiều sư tử hổ báo, gấu trằn rắn nên rất lo sợ, từ trên núi cao sắp rơi xuống bờ hiểm. Vì sợ bị rơi từ trên núi xuống nên họ vải phân làm bẩn giường và giơ tay lên trời. Thấy vậy, bà con họ đều bảo là người này xoa vuốt hư không. Người bệnh lại thấy các hang và vách núi có nhiều cây liễu bốc lửa hừng hực và họ sắp rơi xuống đó nên rất kinh sợ, kêu la ầm ĩ, rơi vải phần nhơ, mắt láo liên, nhăn mặt sợ hãi, rơi nước mắt, lòng giận đứng khắp thân như bị gai đâm vào ngoại thân, miệng chảy nước dãi. Sau đó bốn đại của người này càng hỗn loạn. Bốn đại là địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. Địa giới giận dữ thì tất cả các bộ phận của thân đều bị hư hoại như bọt nước bị ép giữa hai hòn đá, như nắm cát bị ép tất cả xương cốt, các bộ phận của thân, đường mạch bị đứt đoạn hư nát, toàn thân họ chịu khổ cùng tận. Địa giới giận dữ khiến họ bị như vậy. Do nghiệp ác, thủy giới giận dữ, cổ họng không thông, nghẹt thở muốn chết, gần thịt đều rã rời, họ thấy nước lớn bồng bềnh vào tai, mắt. Khi họ giới giận dữ, họ tự thấy thân mình bị thiêu cháy trong nhà lửa, chịu mọi khổ não, tất cả các bộ phận của thân đều bị chịu khổ cùng cực. Do chịu khổ nên họ rên la, lăn lộn, tay chân quơ quào, đầu run cầm cập. Phòng giới giận dữ thì sự tiếp xúc trở nên cứng, rít, thân nhẹ và lạnh, tất cả các phần cổ thân đều cứng và tắc nghẽn. Gió thổi đủ cách, người nhẹ có cảm giác như bay lên hư không và rơi xuống bờ hiểm. Vì lạnh, họ thu người co lại, tất cả gân xương đều bị cuốn. Lúc sắp chết, bốn đại của họ rất loạn động. Khi rắn độc bốn đại nổi giận, họ phải chịu đủ loại khổ não không thể ví dụ. Tất cả các bộ phận trên thân người ấy đều bị phá nát như đống bọt nước. Họ bị cuốn trôi, bị thiêu đốt, chịu khổ cùng cực. Sờ nắm giường gối, tay xoa hư không, tâm hiện tại diệt mất, tâm trùng hữu sinh ra, như từ đỉnh núi phóng mình rơi xuống đất. Khi đã lìa đỉnh núi thì không có vật gì để bám víu, phải chuyển động giữa hư không. Người ấy sinh vào thân trùng hữu giống như dấu ấn, tâm trùng hữu phát sinh ở nơi đó. Họ thấy những loài có bộ mặt và tay chân dữ tợn như heo, voi, lừa, ngựa, gấu, hổ, báo, sư tử, trăn, rắn, chồn, chó, ngục tốt cầm đủ loại gậy và khí cụ đáng sợ đánh vào thân thể họ. Chỉ có tội nhân thấy cảnh tượng đó, còn những người khác thì không thấy. Do thấy như vậy, họ nhăn mặt, nhíu mày như dầu cạn dần, lửa cũng từ từ tắt. Người gây nghiệp ác chết như vậy và sinh trong trung hữu, không thể thấy, không bị đối kháng, giống như thân của đứa bé 8 tuổi. Ngay sau khi chết, họ liền đến đó. Vừa đến nơi, họ đã bị ngục tốt
cầm lưới sắt phát lửa, thắt cổ họng, trói ngược hai tay. Họ thấy lửa đại khắp mười phương, đông tây nam bắc, bốn góc và phương trên dưới. Thấy có đủ hạn để nói ở trước mặt mày dữ tợn, ở trong lửa nóng, cầm đủ loại gậy gộc đáng sợ đánh vào thân họ. Vừa trông thấy, họ đã bị trói ngược hai cánh tay nên sợ hãi cùng cực. Ngục tốt lại vỡ trách tội nhân, rồi dẫn đến mặt phía nam, khiến họ sầu rĩ than khóc. Ta lì khỏi thế gian, mờ mịt không bạn bè, kẻ ác dẫn ta đi, nhiều người ác vây quanh, khắp nơi đều là lửa, không chỗ nào không có. Bốn phương và bốn hướng, lửa đầy khắp mặt đất, không chọn được nơi đi, không thể biết nơi đến, đồng hoang cũng ta theo, không có một người bạn, không được ai an ủi, cứu ta thoát khổ này. Không sức, không tự chủ, thân bị đốt rất khổ, ràng buộc đưa ta đi, không biết đến nơi nào. Tất cả chỗ trên thân đều bị sắt trói buộc, không tài sản bạn bè, không vợ cũng không con, không ai đến cứu ta, vì ghét ta độc ác. Mất pháp không người cứu, khổ não phá hoại tâm, ngục tốt trói buộc ta, không thể đến cứu được. Vì giận nên ngục tốt làm cho ta khổ não, người nào đã ra lệnh trói khắp thân thể ta. Ta đang thấy các vật chuyển động hoặc đứng yên, tất cả xứ như vậy đều tràn ngập lửa lớn. Mọi nơi trong địa ngục đều đầy ngập người ác, ta không nơi nương tựa, một mình không bè bạn, đi vào đống lửa lớn, ở vùng ác tối tăm, nhìn hư không chẳng thấy mặt trời trăng và sao. Mọi thứ điên đảo này che mờ hết tất cả, khiến toàn thể năm căn đều thấy biết điên đảo, móc rách hết thân ta, gây nên khổ não lớn. Ta không nơi nương tựa, làm sao thoát khổ này? Đống khổ não tăng thêm vây xung quanh con người, khổ tăng theo từng niệm, thân tâm đều chịu khổ, khổ não cưỡng bức thân, không có một người bạn. Sau khi nghe tội nhân nói kệ, ngục tốt giận dữ đáp: trước ông đã tạo ác, nay nghĩ ngợi ít gì, trước bị si lừa dối, nay hối tiếc sao kịp. Nghiệp ác ông đã tạo là tội ác lớn nhất, bất thiện trong bất thiện, khổ lớn trong các khổ, trong kiếp hoặc giảm kiếp, bị lửa lớn thiêu đốt, người ngu đã tạo ác, nay sao lại hối hận. Ngay cả trời Tu La, càng thác bà rồng quỷ, khi ông bị nghiệp trói, họ không thể giải cứu. Người nào bị nghiệp trói, buộc chặt ở địa ngục, sẽ không được tự chủ, chỉ làm theo nhân duyên. Người tạo ác trong ác, ác này là ác nhất, gây nghiệp ác giết mẹ, nghiệp này đã quyết định. Người đối với cha mình, người nuôi ngươi khôn lớn, khi cha bị già yếu, đã dùng dao giết cha, thù thắng trong ba cõi, đã dứt hết lỗi lầm, giải thoát mọi trói buộc, người giết hại vị ấy, kho tàng tất cả pháp, mở cánh cửa giải thoát, người ác độc phá tăng, nay phải lãnh quả báo. Tất cả sự đã dứt, tất cả kết đã xả, người ngu giết La Hán, nay phải nhận quả báo. Như lửa trong các pháp phá hoại báu thuật ngữ, người thường hay nói láo, nay phải nhận quả báo. Gây chia rẽ lẫn nhau, nhớ nghĩ trong từng niệm, người nói lời hai lưỡi, nay phải nhận quả báo. Như dao như lửa độc, nóng nhất trong các ác, người thường nói hung ác, nay phải nhận quả báo. Lời điên đảo trước sau, vô nghĩa không tương ứng, người hay nói theo dệt, nay phải nhận quả báo. Chúng sinh không tự chủ, thường lo sợ tiếp mạng, người thường giết chúng sinh, nay chịu quả báo khổ. Do tham xâm phạm người, để chiếm đoạt của cải, vì tham nên trộm cướp, nay quả báo đã chín. Do ngu si che lấp, gây tội ác thứ nhì, để tạo nghiệp tà hạnh, nay sao lại hối tiếc. Muốn được vật của người, tâm chứa đầy tham lam, không thể được vật ấy, nay chịu quả báo này. Ông đã thường sân hận, tâm chứa đầy lửa sân, nên phải đọa địa ngục, vì sao lại hối tiếc. Điên đảo tà kiến ác,
hai nghiệp này hủy hoại. Người dùng tâm tà kiến khiến người ôm tà kiến, các pháp ác độc ấy sinh từ thân miệng ý, do tâm si nên người tự làm bảo người làm, gây nhiều tội ác rồi chắc chắn nhận quả xấu. Bị ta bắt ở đây vì sao lại hối hận? Như chỉ lấy một vóc, khổ sâu như biển lớn. Người nào tạo nghiệp ác, người đó không thương mình, bị nấu ở địa ngục. Đừng nên gây nghiệp ác. Người ác làm việc ác, người thiện làm việc thiện. Người ác ghét người thiện nên sinh vào địa ngục. Người ngu bỏ việc thiện mà vào nơi bất thiện. Người ngu bỏ châu báu để giữ lấy đá gạch. Phật bảo gồm vô lượng các loại pháp tốt đẹp, ông đã được thân người, sao không thích pháp Phật? Thường xa lánh kẻ ác, thường có tâm ý lành, mong thành tựu niết bàn, ngoại đạo không thể được. Đầu giữa cuối đều thiện, thường ưa thích chính pháp. Đầu giữa cuối đều khổ là quả báo nghiệp ác. Thường lìa ác như vậy, gắn bó theo việc lành, lìa bỏ người độc ác, sinh nơi nào cũng vui. Từ vô thủy đến nay, nghiệp ác thường thiêu đốt. Vì sao không mệt mỏi, ngu si bám tâm si? Trước bị nghiệp ác thiêu, sau bị lửa lớn đốt. Nghiệp ác nhân địa ngục, thiêu nấu người tạo ác. Nghe quả của nghiệp ác, tâm liền được điều phục. Huống gây nghiệp ác rồi, bị thiêu khổ như vậy, có đến vô số lượng, khổ não lớn đủ loại. Người trong thời gian ngắn để chịu nhiều khổ não. Ngục tốt quở trách tội nhân như vậy, sau khi quở trách xong, ngục tốt dẫn tội nhân đến nơi rất khổ não ở địa ngục. Trải qua thời gian rất lâu, tội nhân bị lưới nghiệp trói buộc, tất cả các bộ phận của thân đều bừng cháy như khúc cây khô, bị thiêu trong thế gian dài ở các địa ngục không xa. Vùng địa ngục đó không thể lấy gì làm thí dụ. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: bốn góc có bốn cửa, dài rộng có chừng mực, thiêu nấu không tự chủ, tội nhân thường điên đảo. Cách đó 25.000 do tùng đã nghe tiếng than khóc não nùng thảm thiết, có sức hủy hoại đáng sợ không gì có thể so sánh. Chúng sinh ở các địa ngục khác khi nghe nói về khổ não của tất cả các địa ngục thì không để ý, nhưng khi nghe nói về khổ não ở địa ngục đó liền chết ngất, huống gì là người chưa sống trong địa ngục. Sau khi tạo nghiệp ác ở thế gian, bị đủ loại khổ bao phủ ở trong thân trùng hữu, lại phải nghe âm thanh ấy, tội nhân buồn sầu, tuyệt vọng gấp 10 lần. Họ chịu khổ não không bờ bến, cả về thân lẫn tâm, tâm lại rối loạn như là nằm mộng. Họ lại sống gần ngục A Tỳ, do nghiệp ác họ bị gió lạnh thổi, phải sống ở vùng nước dưới đất, nơi con người chưa từng tiếp xúc. Nơi ấy không có mặt trời, sức mạnh của gió đó hơn cả gió vào kiếp tận. Gió ấy rất lạnh, tuyết ở trong giống như là băng. Trên mặt nước ở đáy, gió lạnh càng lạnh thêm, do nghiệp ác, gió như dao bén. Sức mạnh của gió có thể thổi núi lớn cao 10 do tuần tan rã. Gió dữ dội thổi người mang thân trung hữu, khiến họ bị khổ lạnh. Năm ấm chịu khổ não cùng cực không thể ví dụ. Vì quá lạnh nên họ mong cầu có được độ nóng gấp ngàn lần độ nóng vào kiếp tận khi bảy mặt trời xuất hiện. Ở đây thủ làm nhân duyên cho hữu, tức là do họ mong ấm trùng hữu diệt và sinh ấm khác nên có thọ ấm sinh. Giống như các vị thiên ở cõi trời thứ hai là tam thập tam, tùy theo nghiệp lành đã tạo mà có chiều cao 5, 4, 3, 2 hoặc 1 do tuần. Tội nhân của địa ngục cũng có thân hình tương ưng với nghiệp, đầu mặt ở dưới, chân ở phía trên. Khi sắp thoái đọa, họ bị ngọn lửa lớn tàn phá dữ dội. Suốt 2.000 năm, họ đều đi xuống mà chưa đến địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục A Tỳ mà đi xuống thì không còn nơi nào khác nữa. Địa ngục A Tỳ là nơi thấp nhất ở cõi dục. Như từ dục giới, sắc giới mà đi lên đến cõi trời A Ca Ni Tra thì hết.
Lên đủ thì không còn cõi trời nào thuộc hai cõi dục và sắc. Địa ngục A Tỳ cũng như vậy, từ đó đi xuống thì không còn nơi nào khác. Đọa nơi ấy rồi, do sức của nghiệp ác, họ phải chịu khổ não cùng cực. Tội nhân ở địa ngục A Tỳ so với tội nhân ở địa ngục Đại Tiêu Nhiệt giống như chúng ta so với chư thiên ở cõi tha hóa tự tại. Ngục A Tỳ có rất nhiều đám lửa. Khi tội nhân đã vào trong đó, trước hết lửa thiêu đầu, kế đó thiêu thân, cả đầu lẫn thân của họ đều bị lửa thiêu cháy. Này đưa ra thí dụ nhỏ này, vòng lửa ấy trong phút chốc có thể vây khắp núi Tu Di và thiêu rụi hết rừng cây, ao sông núi ở 6 vạn núi nhỏ thuộc núi Chúa. Chỉ trừ tội nhân là bị lửa ấy thiêu hoài mà không chết. Lại có thí dụ nhỏ khác, giống như cái nồi bằng sắt được đốt rất nóng, bỏ một giọt mỡ vào đó, mỡ liền cháy sạch. Cũng như vậy, người mang một tội nghịch bị thiêu đốt do ngọn lửa A Tỳ. Ngọn lửa này có khả năng đốt cháy tất cả biển lớn, núi rừng, hàng hổ, trời Atula rồng và chúng sinh thuộc 4 châu. Người nào tạo 2 tội nghịch thì bị thiêu do ngọn lửa có sức đốt cạn 2 biển như đã nói ở trên. Người nào tạo 3 tội nghịch thì bị thiêu do ngọn lửa có sức thiêu cạn 3 biển. Người nào tạo 4 tội nghịch thì bị thiêu do ngọn lửa có sức thiêu cạn 4 biển. Thân của họ bị đốt nóng như vậy, như là vật bằng sắt bị nung. Lại có núi bánh xe và núi bánh xe lớn, tất cả trời rồng Atula, súc sinh ở bờ biển vừa vào đó liền bị thiêu sạch. Những chúng sinh có nghiệp lành ở 6 cõi trời thuộc dục giới, thuộc 4 châu, nếu ngửi mùi hôi dưới địa ngục xông lên liền bị tan chảy, vì người ở địa ngục rất hôi. Sở dĩ hơi thối ở địa ngục không bốc lên trời được là nhờ có 2 ngọn núi là Súc Sơn và Mộc Sơn ngăn chặn. Hơi thối đó không gì có thể sánh được. Do nghiệp ác nên địa ngục rất rộng. Trong địa ngục có chim mỏ lửa, mỏ rất cứng và bén, màu trắng như băng tuyết. Chim dữ này ăn da, mỡ, thịt, xương tủy trên thân của tất cả tội nhân ở địa ngục. Lại có chim khác sống, đi và kiếm ăn ở trong lửa, ăn tất cả thịt trên thân tội nhân. Kế đó nó đục xương, khoét thịt, uống máu và uống tủy, khiến tội nhân kêu la, than khóc, buồn bã, tuyệt vọng. Lại có chim tên họa kế hành, không bị lửa thiêu, hết sức thích thú phá vỡ đầu tội nhân, phá xong nó liền uống máu. Lại có chim tên thực độc lâu, dùng mỏ phát lửa, mổ vỡ đầu lâu, rồi uống não. Có chim tên thực thiệt mổ ăn lưỡi và răng lợi, bị ăn xong, lưỡi và răng lợi sinh lại non mềm như cánh sen và bị ăn tiếp, sau đó chúng sinh trở lại. Lại có chim tên nhổ răng, có mỏ như kềm lửa, chim này rất mạnh, nhổ răng tội nhân hết sạch. Có chim tên chắp yết hầu, thân rất nhỏ, mổ ăn yết hầu của tội nhân. Có chim tên khổ thống thực, mổ ăn lá phổi của tội nhân. Có chim tên ăn sinh tạng, phá vỡ tim rồi uống máu. Lại có chim tên bể tụ, mổ ăn xương hông. Lại có chim tên trường nội thực, mổ ăn bên trong ruột. Lại có chim tên hỷ bối cốt, phá hủy xương sống để uống tủy, uống xong bay ra ngoài. Có chim tên mạch tạng cắt đứt từng đường mạch rồi chui vào, uống nước dịch khiến tội nhân đau khổ kêu la. Lại có chim tên chân khổng mỏ biến như cây kim, thiêu hút máu tội nhân. Có chim tên cốt trung trụ, phá vỡ xương mặt và ăn phần bên trong. Lại có chim tên ăn da thịt, ăn da bên ngoài. Có chim tên bạc trẻo, nhổ tất cả móng. Lại có chim tên ăn mỡ, khuyết da xong uống mỡ. Lại có chim hoảng gần, làm đứt và ăn hết gân. Lại có chim tên nhổ tóc, nhổ hết chân tóc. Vùng chim ác chiếm 3.000 do tuần thuộc địa ngục A Tỳ. Địa ngục đó
lại có tội nhân khác cùng bị ăn. Suốt vô lượng năm, bị ăn rồi họ sinh trở lại và rất sợ bị ăn lại. Thoát khỏi vùng có tất cả lưới khổ, trùm khắp thuộc địa ngục A Tỳ rồi, vì mong được cứu giúp che chở, họ chạy vào vùng rơi bờ hiểm chịu khổ. Các địa ngục này có 11 đám lửa bao vây xung quanh, tổ nhân chỉ có một mình không bè bạn, bị lưới nghiệp trói buộc, bị ngăn cản cả trong lẫn ngoài và bị lôi đi trong đồng trống. Trong tất cả khổ não, ở tất cả địa ngục, nỗi khổ này là hơn hết. Vì muốn đến đó, tội nhân chạy rất mau về phía vùng rơi bờ hiểm chịu khổ. Vừa đáp chân xuống, họ liền bị tan chảy và dở chân lên liền sống lại. Mới sinh còn mềm, đụng vào rất đau nên khổ não cực độ và rất lo sợ. Vì lo sợ hạng nhân mặt, méo miệng, tay chân và tất cả các bộ phận của thân đều tan chảy. Sau đó, họ từ từ đến bờ hiểm và rơi vào bờ hiểm. Nghiệp án tạo ra luồng gió, nâng họ lên cao 3.000 do tuần. Rơi chưa đến đất, đã bị diều hâu, chim cắt, quạ, chó, cáo ăn sạch. Có loại gió liếm vào da, giống như dao, như lửa, nâng họ lên rồi ăn thịt. Suốt vô lượng năm, họ cứ bị tung lên, rồi rơi xuống như vậy. Lìa khỏi nơi đó, họ lại chạy đến địa ngục toàn chuyển ống không. Vừa đến nơi, liền có bánh xe ngàn căm xuất hiện ở bên dưới bánh xe, có trục bằng kim cương, phát lửa và quay rất mau. Lúc tội nhân đến, bánh xe đang quay mau, một cái phá thân, một cái phá đầu. Ở nơi bị khoét mở, chảy ra và bốc cháy, cặp mắt tan chảy. Lại có hai bánh xe ở hai vai, phá xương vai, khiến tan chảy hết. Ở hai cánh tay cũng có hai bánh xe quay rất mau, giống như cái khoang lửa. Có hai loại lửa sinh trên tay, một là lửa từ bánh xe, hai là lửa từ cái khoang thịt bị bốc cháy. Bánh xe sắt quay mau và phát lửa như vậy, khiến xương trên thân đều bị tan nát giống như nắm cát. Trên lưng có bánh xe phát lửa, gồm ngàn căm, quay mau từ xương sống đến xương hán, rồi đến nhân căn. Lại có vòng sắt buộc vào hai đầu cái trụ và tội nhân bị kéo tới kéo lui trên xích sắt. Vòng sắt chui vào thục tạng rồi sinh tạng. Phá sinh tạng xong, nó phá đứt ruột. Lại có bánh xe sinh trên xương hồng, quay mau phá xương hồng. Có bánh xe sinh trong mắt cá, phá xương làm tủy chảy ra. Ở dưới chân có móc sắt, móc rách hai chân, khiến họ chịu khổ não lớn. Suốt vô lượng năm, tội nhân chịu nỗi khổ dữ dội, không thể chịu đựng của địa ngục A Tỳ. Nỗi khổ này do nghiệp của chính họ tạo ra. Nếu thoát khỏi nơi đã chịu khổ não, nghiệp ác đó, họ chạy vội đến nơi khác vì mong được cứu giúp che chở. Đang chạy, họ thấy có hòn núi lớn và chạy đến đó. Có nhiều trùng thân bốc lửa ở đầy trong núi. Tội nhân đi vào vùng trùng đen, đụng vào thân trùng đen giống như đụng vào lửa. Trùng đen ăn tội nhân, làm từng phần đều bị tan rã như bụi, khiến họ kêu gào khổ não. Vì họ kêu gào, trùng đen phát lửa liền chui vào miệng, từ yết hầu cho tới thục tạng, vào đến bộ phận nào chúng ăn bộ phận đó, khiến tội nhân bị khổ não cùng cực. Nếu tội nhân tạo nghiệp ác như là ngũ nghịch, A Tỳ, mười nghiệp bất thiện, thì sẽ nhận quả báo tương tự với nghiệp. Trong vô lượng năm, họ bị trùng đen ăn nên chịu khổ não lớn. Rời khỏi nơi ấy, họ lại thấy rừng thú ăn thịt. Rừng này có nhiều chó dữ, chuồn cáo, sư tử, gấu, hổ. Họ chạy mau đến nơi đó. Khi đã đến nơi, họ bị các thú dữ xé từng phần ra và ăn thịt, phá đầu ăn não. Mỗi con ăn một thứ như cổ họng, đầu, vai, não, bụng, ruột, hậu môn, ruột già, ruột non, thục tạng, sinh tạng, xương hông, bắp chân, bàn chân. Bị ăn xong, các bộ phận ấy sinh trở lại còn non mềm. Do non mềm nên khi bị ăn trở lại
thì càng đau đớn hơn. Bị ăn xong, thịt sinh trở lại. Do thường sát sinh, tích tụ nghiệp ác, nên họ chịu quả báo đó. Suốt vô lượng năm ở địa ngục, tội nhân chịu quả báo của nghiệp ác. Hễ gây nghiệp ác, thì phải lãnh quả báo ác tương ưng không thể ví dụ. Lại nữa, tỳ kheo ấy quan sát những quả báo do ưu tạo và tạo nhiều nghiệp ăn trộm. Người gây nghiệp ác trộm cắp, gom góp củ cải giống như vòng lửa, như thành càng thác bà, như bóng nắng mà con nai ưa thích. Thấy trong địa ngục có vàng bạc, châu báu, y phục, củ cải, tất cả khác nhau đều tụ tập, hòa hợp lại một chỗ. Thấy như vậy, người gây nghiệp ác kia sinh lòng tham lam, tâm tham si lừa dối phát sinh thế này, củ cải kia là của ta. Người si cho nghiệp ác mà vượt qua đống than cháy đỏ, chạy đến chỗ củ cải kia. Do để tạo nghiệp ác nên Yimala, ngục tốt, lấy lưỡi dao chụp bắt người kia, chặt bầm toàn bộ thân người ấy rồi đốt, chỉ còn lại xương. Từ vô thị đến nay mà không bỏ lòng tham, chịu khổ như vậy vẫn không quên. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: do tâm mạn ganh ghét, phân biệt lấy vật người, lửa tâm tham đốt người, lửa thế gian đốt cây, độc tham cắn người nào, người ấy không tịch tỉnh. Ai luôn ưa thích tham, còn làm tham tăng trưởng, giống như lửa được củi, lòng tham lớn như vậy, lửa đốt có thể chạy, tham đốt không thể tránh. Người tham như xe chuyển, tâm tham gạt dối người, thế giới vô thủy chung, tham oán càng vô thủy. Ai bị tham lừa gạt thì rơi vào trong biển lớn, rơi vào rừng dao nhọn, vì lòng tham phải chịu. Tham là vô cát nhân, nên sát hại lẫn nhau, làm mẹ con chia ly, tiếc cũ nên tranh nhau. Nếu thoát được ái độc, người đó sẽ lửa tham. Ai thấy vàng như đất là gần với niết bàn. Giới là của tối thượng, mặt trời sáng bậc nhất, của cải có thể hư, nhưng giới không giảm mất. Trì giới sinh ba trời, lại sinh cảnh giới thiền, ánh sáng giới hơn hết, soi đời này đời sau. Muốn diệt trừ lửa tham, phải dùng nước trí tuệ. Ai không diệt tâm tham thì không được giải thoát. Người địa ngục kia bị lửa tham thiêu đốt như vậy, sau lại vào vùng thứ hai của địa ngục A Tỳ là hỏa thiêu, tiếp theo là rơi vào chỗ đao nhọn, sườn núi nguy hiểm, bị thiêu cháy gấp 3 lần. Ở trong địa ngục, việc tham lam củ cải như mộng, giống như vòng lửa quay tròn, như thành càng thác bà, như bóng nắng khiến loài nai ưa thích. Ngục tốt bắt kẻ địa ngục chịu khổ não cùng cực, trải qua vô lượng trăm ngàn năm, đó là do nghiệp trộm cắp. Lại nữa, tỳ kheo ấy quan sát nghiệp quả nơi tà hạnh trong địa ngục A Tỳ và thấy người tạo nghiệp ác đã thoát ra khỏi chỗ sắc ác rồi, đã vượt qua đống lửa rồi. Do bị nghiệp ác chuyển, người kia lại vào chỗ khác tên là tà kiến. Do nghiệp ác thấy có phụ nữ thì người kia dường như gặp người quen, trong lúc làm người đã từng sống với nhau. Thấy họ, người kia do lửa dục huân tập từ hôi thủy đến nay, liền bừng dậy và vội vàng chạy đến chỗ người phụ nữ. Do nghiệp ác nên người kia thấy toàn thân người phụ nữ đều bằng sắt. Người kia đến phía trước, bị người phụ nữ ôm lấy, rồi đánh vào miệng, rồi ăn môi, làm cho người kia không còn gì cả, giống như hạt cải. Toàn thân đều bị ăn hết. Bị ăn hết rồi, người kia sống trở lại, sống lại rồi bị ăn, bị ăn rồi sống lại. Người kia luôn chịu khổ sở như vậy, thế mà người kia không chịu bỏ lửa dục. Sau đó sinh vào chỗ khác, thấy có phụ nữ, người kia bị lửa dục thiêu đốt, không nghĩ đến khổ não, liền vội vàng chạy đến chỗ phụ nữ. Phụ nữ ấy thân bằng kim cương, lửa sắc cháy đỏ ôm lấy tội nhân. Khi bị ôm, người kia thân nát vụn ra như nắm cát, toàn thân tan rã, sau đó sống trở lại, sống lại rồi bị tan nát tiếp. Bị khổ não như vậy
mà tâm dục của người kia cũng không chịu đứng yên. Như vậy, tỳ kheo thấy nơi chốn ấy rồi, bạn nghe biết cũng như thế, bèn nói kệ: phụ nữ là gốc ác, làm mất hết tất cả. Ai ưa thích phụ nữ, không bao giờ được vui. Là ác trong các pháp, phụ nữ nhiều du nịnh, trượng phu vì người nữ mà phải mất hai đời. Phụ nữ thích hành dục, phụ nữ thường lừa dối, trong tâm nghĩ điều khác, miệng nói ra lời khác. Ban đầu lời hòa nhã, sau tâm như gỗ đá, không ơn không cúng dường, coi thường không nhớ nghĩ, trầm ơn không thèm nhớ, một điều ác không quên. Tâm như nai yêu thân, phụ nữ chứa nghiệp ác, trượng phu tâm nhiễm dục, phụ nữ làm mất thân. Đời này cả đời sau, phụ nữ lỗi bậc nhất. Ai muốn hưởng an vui nên lìa bỏ phụ nữ. Ai lìa bỏ phụ nữ là vui nhất trong đời. Ai muốn đoạn ái dục trong mong giàu vui lớn, muốn đến nơi tịch tỉnh nên xả bỏ phụ nữ. Vì tâm si nên người kia trải qua vô lượng trăm ngàn năm bị thiêu đốt tan nát, rồi sống trở lại. Thoát ra chỗ đó rồi, người ấy lại vào đống lửa bị thiêu đốt, bị đói khát bức bách, dòng rủi khắp nơi. Lại nữa, tỳ kheo quan sát người gây nghiệp vọng ngữ bất thiện đã đầy đủ trong ngục A Tỳ, bị quả báo do ưa thích tạo và tạo nhiều. Vị ấy thấy nghe biết người tạo nghiệp vọng ngữ ở địa ngục luôn bị đói khát thiêu đốt. Vì nghiệp lực lớn nên tội nhân bị Yimala bắt hỏi: người bị khổ điều gì? Người kia trả lời: khổ sở vì đói. Yimala bắt người tạo nghiệp đánh vào miệng và rút lưỡi của họ ra. Do sức mạnh của nghiệp ác, lưỡi nói lời ác của người kia dài khoảng 5 do tuần. Đó là quả báo của nghiệp vọng ngữ. Lưỡi của người kia bị rút ra rồi, sau đó Yimala lấy trải trên đất sắt cháy đỏ. Do nghiệp ác nên chỗ đất ấy có 1.000 lưỡi cày, mũi nóng đỏ với sức trâu rất mạnh, cày qua lại trên lưỡi ấy cả trăm ngàn lần, máu chảy thành sông. Trong sông máu ấy lại có trùng, nơi lưỡi trùng sinh đầy tràn. Lưỡi rất mềm, giống như y phục mềm mại của cõi trời. Lưỡi bị cày tan nát, sau đó mọc ra lại, mọc lại rồi bị cày, cứ như thế trải qua trăm ngàn ức năm. Do lưỡi nói lời ác nên bị khổ não đau đớn, khổ não rùng rợn không thể chịu nổi. Người kia bị khổ não như thế là hết kêu gào, nhưng chỉ đơn độc một mình không ai cứu vớt. Nghiệp ác ấy không phải do mẹ tạo, không phải do cha gây, chẳng phải do trời làm, chẳng phải là trượng phu khác làm, cũng chẳng phải là không làm, không từ chỗ nào đến. Chính mình tạo ra thì không bao giờ mất mát, không tạo thì không chịu quả báo, gây nghiệp thì bị quả. Người kia khổ não kêu gào như vậy, Yimala quở trách, nói kệ: nên lì bỏ tâm ác, nói dối không tốt đẹp. Ai nói lời vọng ngữ, tâm luôn luôn thay đổi, không ai tin điều ấy. Những người thiện lì bỏ, ghét nó như oan gia. Người tráng kiện đều bỏ, vọng ngữ dối mình trước, sau lừa gạt mọi người. Ai không bỏ vọng ngữ, mình người đều hủy hoại. Ai nói lời vọng ngữ, phá miệng mình trước tiên. Trời lì bỏ kẻ ấy, chết đi vào chốn ác. Ai ưa thích vọng ngữ thì ở chỗ bất thiện. Đạo thế gian xuất thế đều lì bỏ vọng ngữ, nhân quả nơi vọng ngữ người trí đều lìa xa. Ai sống với vọng ngữ đọa vào chốn địa ngục. Người nói thật hơn hết, được mọi người cúng dường, bỏ tất cả vọng ngữ, nên nói lời chân thật. Ai nói lời chân thật, có lòng thương chúng sinh, nói thật là đường trời, thật là pháp đệ nhất. Nếu ai vào địa ngục, đến trước đám diêm ma, nhân duyên vọng ngữ kia, người trí nói như vậy, giống như độc lưỡi móc, như đao bén lửa dữ. Nếu ai nói vọng ngữ, chịu nhiều quả báo ác, muốn cầu nghiệp quả lành, muốn được thấy chân đế,
phải nói lời chân thật, lìa bỏ vọng ngữ ác. Ở địa ngục, người kia bị khổ não rùng rợn như vậy, lưỡi bị cày trải qua vô lượng trăm ngàn năm như thế. Sau đó, lưỡi trở lại vào miệng họ. Người kia sợ hãi, mặt mày méo xệch và chạy trốn khắp nơi. Sau rơi vào đống lửa than bị thiêu đốt, người kia bị khổ não không được ai cứu vớt, không chỗ nương tựa. Mặt khác, Dimala tay cầm đao, gậy, chặt từ đầu đến chân tội nhân, khiến cho tan nát. Người kia kêu gào, khóc lóc không ngừng nghỉ. Ở A Tỳ, lửa thường thiêu đốt dữ dội. Lại nữa, tỳ kheo ấy quan sát, người bị quả báo do ưa thích tạo và tạo nhiều nghiệp nói hai lưỡi. Vị ấy thấy nghe biết, quả báo của nghiệp nói hai lưỡi của người trong địa ngục này là do gây nhân nói hai lưỡi, sau sinh vào địa ngục cực ác. Nơi đó lại có Dimala càng bạo ác hơn. Gặp tội nhân hỏi, ngươi bị khổ về điều gì? Trả lời, khổ sở vì đói khát. Dimala liền đánh vào miệng người kia và rút lưỡi họ ra nâng trên tay, kéo hết lưỡi ra như vậy, dài khoảng 300 do tuần. Dimala ác độc, không có lòng từ, lấy đào sắc bén nhọn đang cháy rực, cắt lưỡi ra từng mảnh. Mỗi mảnh đều có chó, dã can, sói đến ăn. Người kia chịu khổ não rùng rợn như vậy và kêu gào khóc lóc không ngừng nghỉ. Kêu gào như vậy, Dimala vỡ trách nói kệ. Người đem tâm phá hoại mà tạo nhiều lời nói, giờ nhất trong các pháp, quả báo bị thiêu đốt. Người ác nói phá hoại, sống đầu cũng cô độc. Người nào nói hai lưỡi, người thiện không ngợi khen, sinh vào chỗ hèn hạ, sống ở chốn xấu ác. Nếu ai nói hai lưỡi là bị si sai khiến, người tạo ra nghiệp ác, bị đốt trong địa ngục. Ai ưa thích tạo ác, thường nói lời hai lưỡi, lừa dối ác bậc nhất, không giữ kín lời người. Người hai lưỡi hai mặt, ăn thịt lưng của người. Ai sẽ bỏ hai lưỡi, người ấy thường kín đáo, trì thức hoặc anh em, không bao giờ lì bỏ. Ai lì bỏ hai lưỡi, thường giữ kín lời vua, bỏ hai lưỡi tịch tỉnh, như người bỏ cấu ác. Vì sao không hành pháp, sao không bỏ hai lưỡi, nay bị quả hai lưỡi, tâm hối hận làm gì? Dimala quở trách tội nhân rồi, người bị khổ do lưỡi rơi vào biển khổ lớn, trải qua vô lượng trăm ngàn năm, người gây nghiệp ác, ra khỏi chỗ khổ rùng rợn ấy rồi. Sau đó, lưỡi mọc lại như cũ, và không thấy Dimala nữa. Ra khỏi khổ trong địa ngục, người kia dông rủi khắp nơi, chịu mọi khổ không gì bằng, không sao chịu nổi. Do sức gió của nghiệp ác thổi, làm củi ác báo bốc cháy dữ dội. Người kia bỏ chạy khắp chốn, bị Dimala bắt lại hỏi, người khổ sở về điều gì? Do nhân duyên của nghiệp ác, người kia trả lời, tôi đang khổ vì đói. Dimala bèn vả mạnh vào miệng người ấy, rồi rút lưỡi ra. Người có sức mạnh lớn, lấy dao cắt lưỡi rồi bắt tội nhân ăn. Vì đói sản, người kia vội ăn lấy lưỡi của mình, máu dãi chảy ra. Như vậy, người kia tự ăn lưỡi của mình, sau đó lưỡi lại mọc lại. Mọc lại rồi bị cắt, do sức của lưới nghiệp nên tội nhân bò lết trên đất, kêu gào khóc lóc, mắt trợn trừng chịu khổ não cùng tột, chỉ đơn lẻ một mình, không bạn bè. Tự làm thì tự chịu, bị Dimala quở trách nói kệ. Lưỡi là cung để bắn, lời nói mũi tên lửa, ai nói lời ác độc, quả ấy giống như đây, như kẻ ăn thịt người, mọi người đều lìa bỏ. Nếu ai nói ác khẩu, lưỡi người đó như độc, ác dữ, đeo lửa độc, ác này chưa đại ác. Nếu ai nói ác khẩu, ác ấy là ác lớn, lưỡi dùi hay sinh lửa, lớn mạnh ở trong tâm. Lưỡi của người ác khẩu như thiêu đốt củi khô. Ai thích nói lời ngọt, tất cả người cúng dường như mẹ mình không khác. Tâm thích như cha mình, lời ngọt thiện bậc nhất, nhân vui quả cũng vui, trừ ác không còn gì, lợi ích hết thế gian.
Lời ngọt là đường trời, ngọt là kho đệ nhất, ngọt là mắt thế gian, ngọt như mật không khác, ác khẩu ác bậc nhất, nói rồi đọa địa ngục. Lưỡi người tạo tự chịu, nay hối hận làm gì? Yimala quở trách tội nhân trong địa ngục như vậy rồi, trải qua vô lượng ngàn năm, người gây nghiệp ác kia do ưa thích tạo và tạo nhiều vọng ngữ ác khẩu, hoặc bảo người khác làm rồi tùy hỷ nên chịu khổ như vậy. Nếu thoát ra khỏi chốn ấy, người kia chạy đôn đéo khắp nơi rồi lại bị Yimala bắt, thiêu đốt rất là khổ não. Lại nữa, tỳ kheo ấy quan sát quả báo nơi nghiệp ác của kẻ ưa thích tạo và tạo nhiều nghiệp ỷ ngữ, nói lời theo dệt. Vị ấy thấy nghe biết người trong địa ngục kia do quả báo của nghiệp nên bị khổ não cùng cực, khổ bất bật nhất. Được thoát ra chỗ ấy rồi, người kia chạy tìm khắp nơi, bị Yimala bắt lại hỏi: người khổ sở vì điều gì? Trả lời: khổ vì đói khát. Và người kia nói kệ: công đức tự thân hết, dùi tự thân sinh ra, lửa sắc đốt đói khát, tôi bị lửa dữ thiêu, như băng tuyết với lửa, như tu di hạt cải, đói nơi lửa địa ngục, nó còn hơn thế nữa, sức mạnh lửa địa ngục không thể trốn chỗ khác, như vậy lửa đói khát có thể đến cõi trời. Như trong địa ngục này bị nhiều khổ não nặng, khổ tuy nặng như thế không bằng khổ lửa khác. Nghe xong, Yimala liền lấy kềm sắt cháy đỏ đánh vào miệng tội nhân, lấy bát sắt nóng đựng nước đồng đỏ sôi sùng sục đổ vào miệng người kia. Do tội ỷ ngữ nói không tương ưng nên lưỡi người kia bị đốt tiêu, chảy ra lai láng như tuyết gặp lửa. Người ở địa ngục bị hai thứ khổ không thể nói hết được. Đốt như vậy, tội nhân kêu gào dữ dội, do thét to nên nỗi khổ lại càng nhiều thêm. Nước đồng sôi đỏ sùng sục trong miệng thiêu đốt lưỡi người kia, rồi kế đến đốt cổ họng, đốt cổ họng rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt ruột, đốt ruột rồi đốt thục tạng, đốt thục tạng rồi chảy ra từ phía dưới. Tội nhân bị khổ càng kêu gào. Yimala quở trách nói kệ: nói trước sau không khớp, vô nghĩa không tương ưng, người vốn nói ỷ ngữ phải chịu quả như vậy. Thường nói lời không thật hoặc thường không đọc tụng, đó không phải là lưỡi, chỉ là một thớ thịt. Ai thường nói chân thật, ưa thích công đức lành, là người sánh đường trời, mới được gọi là lưỡi. Yimala quở trách người trong địa ngục như vậy rồi, lại lấy nước đồng sôi sùng sục đổ vào miệng tội nhân. Người kia ở trong địa ngục như thế trải qua vô lượng trăm ngàn năm, do nói lời thêu dệt không tương ứng nên bị ác báo. Người nơi địa ngục thoát khỏi chỗ Yimala rồi chạy tìm khắp nơi, sau đó lại vào đống lửa thân thể tiêu tan. Trong đống lửa, tay chân bắp đùi người kia đều tiêu ra nước giống như sữa cục, tan ra rồi sinh trở lại. Người kia chạy khắp đây đó trong mong được cứu vớt, trong mong được chỗ nương tựa. Do nghiệp ác, từ xa người kia thấy có bức thành trong đó chứa đầy củ báu và có người khác trông coi. Vì nghiệp ác, người ngu si kia sinh tâm tham đắm, liền chạy đến chỗ củ báu ấy nói là của mình. Người tâm tham kia vì ưa thích tạo và tạo nhiều nghiệp ác bất thiện, chịu quả báo trong địa ngục nên tâm thấy một cách điên đảo. Thấy vậy rồi, vì lòng tham mong muốn được thọ dụng nhiều của cải nên trong tay người ấy sinh ra cây đao, lại chạy tiếp đến chỗ của cải kia. Đến chỗ đó, người kia dùng đao chém lộn với người trong coi. Người ở địa ngục bị chém chỉ còn lại bộ xương, sau đó sống trở lại, sống lại rồi bị chém, chém rồi sống lại. Trải qua vô lượng trăm ngàn năm như vậy, do tạo nghiệp ác, Yimala cầm dao bén róc thịt người ở địa ngục, làm cho thân thể đều bị tan nát, toàn thân bị băm nát vụn, giống như hạt cải chỉ còn xương. Người ở địa ngục kêu gào khóc lóc, âu sầu khổ não. Bầm róc như vậy rồi, người kia sống trở lại. Yimala bầm cát đem bỏ vào sông,
thì người kia sống lại, người ở địa ngục sống lại rồi tiếp tục bị băm vặt như vậy. Tội nhân quá thống khổ nên kêu gào khóc lóc, bị Di Ma La quở trách nói kệ: tham làm hại trượng phu, bị tham lam lừa gạt, trông mong vật người khác như lửa thế gian đốt, lòng tham ác bất thiện, tâm người si ưa thích, tâm tham tự thiêu mình như lửa từ cây sinh, lòng tham rất là ác, khiến người đọa địa ngục, thế nên liền bỏ tham. Thứ độc ác quả khổ, thấy người khác giàu có, lòng tham muốn về mình, tham kia sinh quả độc, nay đến đây chịu khổ. Vì mà là quở trách người ở địa ngục như vậy, sau đó tội nhân còn phải chịu rất nhiều khổ não, trải qua vô lượng trăm ngàn năm mà nghiệp ác vẫn chưa hết, không bao giờ dừng khổ não. Nếu ra được chỗ đó, người kia chạy khắp đó đây, trông mong được cứu vớt, trông mong có chỗ nương tựa, lại rơi vào đống lửa, rơi vào chỗ đất sắt nóng chảy đỏ, rồi quằn quại đứng dậy, lại chạy trốn đến khắp chỗ, đơn lẻ một mình không có bè bạn. Người tạo nghiệp ác bị oan gia nghiệp ác dẫn vào địa ngục, sau đó được ra khỏi, chạy đông đéo khắp nơi. Người kia vì tâm ưu thích tạo và tạo nhiều nghiệp xong, nên nay phải chịu quả báo không ai cứu vớt, không chỗ nương thân. Các loài sư tử hổ rắn hung ác hiện ra trước mắt, làm người kia kinh hãi sợ sệt, lại vội vã chạy trốn. Vì nghiệp ác nên người kia không thể chạy được và bị Di Ma La bắt lại, nổi sân nên ăn đầu người kia. Bị ăn đầu, tội nhân đau đớn kêu gào, lăn lộn trên đất. Lại có rắn dữ nhè răng độc cắn người kia, rồi lại đến ăn hông, hổ thì ăn lưng, lửa thì thiêu đốt chân. Di Ma La từ xa bắn lại, người kia phải chịu khổ như vậy, lại bị Di Ma La quở trách nói kệ: người bị sân thiêu đốt, xấu xa trong loài người, sau bị đốt chỗ này, cớ gì lại kêu gào? Sân là nhân thứ nhất, khiến người đọa địa ngục, như dây trói buộc người. Nay mắc khổ não này, tâm sân gạt người si, luôn nghĩ sân không bỏ, tâm không từng tịch tỉnh, như ở trong hàng rắn. Nếu ai thân xấu ác, lúc nào cũng nổi sân, người ấy không được vui, như tối giữa ban ngày, không nhờ pháp của cải, trì thức hay người thân, tất cả không thể cứu, người bị sân làm loạn, đời này và đời khác, hay tạo quả hắc ám, sau đọa vào đường ác, thế nên gọi là sân. Người không sân đệ nhất, người sân không thể hơn, nếu ai lìa bỏ sân, người đó đến niết bàn. Vì người có lòng sân, đến chỗ ác địa ngục, nghiệp hết mới được thoát, quằn quại có ích gì? Di Ma La quở trách tội nhân trong địa ngục rồi, lại dùng tên bắn. Những súc sinh nhiều sân hận, như sư tử, hổ, do sân hận nên giết tội nhân và ăn thịt. Nghiệp tạo thế nào thì mắc quả báo giống như vậy, nhân quả giống nhau. Như vậy, quả báo của nghiệp ác nơi tội nhân nên luôn bị thiêu đốt, chưng nấu ăn. Nếu thoát ra được chỗ ấy, người kia trông mong được cứu vớt, trông mong được có chỗ nương tựa, nên chạy vội đến khắp nơi. Do nhân duyên là tà kiến mà mắc quả báo ngỗ nghịch, nếu theo con đường như vậy thì bị đọa vào A Tỳ. Như thế, tội ngỗ nghịch chắc chắn phải chịu thiêu đốt, giống như kẻ kia trong địa ngục. Người ở trong địa ngục là ai? Là Matakala, Bất Lan Na, Đề Bà Đạt Đa, Cư Ca Ly. Người ở địa ngục đọa vào đại địa ngục chắc chắn bị thiêu đốt, ở đó bị khổ não ác liệt bậc nhất. Đối với tất cả chúng sinh, không thể dùng ví dụ để nói hết được. Như vậy, tội nhân trong địa ngục A Tỳ chịu khổ não cùng tận. Người tạo nghiệp ác nhóm lại, tập hợp ở chỗ tối tăm. Tất cả chúng sinh ở trong địa ngục mau khởi có mưa đao. Người trong địa ngục A Tỳ bị thiêu đốt cháy nát, sau đó thì sống lại rồi bị phanh, xé, thiêu đốt cháy nát. Mưa gông cực bằng kim cương, mưa đá kim cương, lại mưa đá tảng, khiến thân thể người kia tan nát. Người gây tội ngỗ nghịch bị thiêu đốt như vậy rồi, còn có 11 đống lửa.
Người gây tội phải chịu khổ nẻo tột cùng, không thể nào chịu nổi. Mười phương có mười đống lửa, đống lửa thứ 11 là lửa đói khát. Do đói khát nên trong miệng người kia phát ra lửa. Mười đống lửa bao vây tội nhân, khiến thân thể bị thiêu đốt, không còn một chút xíu nào, dù như lỗ chân lông mà không bị đốt cháy. Các tội nhân kia đều bị thiêu đốt như nhau, thậm chí không có chút an vui nào, dù nhỏ bằng sợi lông, nên gọi là A Tỳ. Không chút xíu thời gian nào được an vui, nên gọi là A Tỳ. Tất cả các căn, tất cả cảnh giới, thảy đều bị thiêu đốt vì tâm bất chánh, nên gọi là A Tỳ. Bỏ đời này rồi, không sinh vào chỗ khác, mà chỉ sinh lại chỗ đó. Trong đại địa ngục, không có khổ nào hơn đó nữa. Vô số hoàn cảnh phải chịu khổ, nên gọi là A Tỳ. Tất cả chúng sinh thuộc về dục giới, thì đây là cõi thấp hèn nhất, nên gọi là A Tỳ. Như vậy, không có gì vượt hơn đó nữa, nên gọi là A Tỳ. Như vậy, A Tỳ không có gì là tốt đẹp. Đại địa ngục kia giống như trên đầu, không còn vật gì nữa. Địa ngục A Tỳ như vậy là rất nóng, không có gì vượt trên, nên gọi là A Tỳ. Đất ở đây rất nóng, không có nóng nào bằng. Nước đồng đỏ sôi sùng sục, thiêu đốt tan xương thịt, lại không có gì hơn nên gọi là A Tỳ. Đất tại chỗ đó kín bưng nên gọi là A Tỳ. Ở chốn địa ngục, tất cả mỡ, thịt, xương, tủy đều bị lửa thiêu đốt. Người ở địa ngục ấy bị lửa đốt cháy, không thể phân biệt được người này người nọ, vì không có kẽ hở, dù là rất nhỏ nên gọi là A Tỳ. Giống như sức nước chảy từ trong núi, đêm ngày chảy xiết không gián đoạn. Chốn A Tỳ kia, tội nhân luôn bị khổ não dữ dội, cũng không gián đoạn. Người kia bị khổ não không dừng nghỉ, cho đến kiếp tận, cũng không có thời gian ngừng khổ, nên gọi là A Tỳ. Người kia chịu bao thứ khổ não, không thể nào nói hết được. Ở đây nêu ra một thí dụ nhỏ, như số giọt nước trong biển, không thể nào đếm được. Cũng vậy, những khổ não phải chịu do tạo nghiệp ác trong ngục A Tỳ cũng không thể nào đếm được, không thể nào nói hết được. Tất cả mọi khổ não không có chỗ nào như ở địa ngục A Tỳ. Vì nghiệp nặng nên chịu khổ cũng nặng. Nếu tạo một tội ngũ nghịch, người kia chịu khổ nhẹ. Nếu tạo hai tội ngũ nghịch thì thân người kia lớn nên chịu khổ cũng lớn. Như vậy, toàn bộ thân thể đều chuyển thành lớn, thì khổ lớn cũng thế. Vì do nhân duyên của nghiệp chồng chất, nên nhân khổ không giống nhau. Như nhận lấy lạc thọ ở cõi A Ca Nị Tra, hai chỗ khổ và vui không giống nhau. Như vậy, trên dưới đều không thể ví dụ được. Như thế, thì trên dưới, xung quanh đều không thể ví dụ được. Vì sao? Vì tạo nghiệp ác. Do tạo nghiệp ác, nên nhân quả giống nhau. Ở trong địa ngục, xung quanh địa ngục, nếu ví dụ tương tự không thể được. Cho nên, người kia chịu một kiếp hay kiếp giảm ở chỗ bị lửa thiêu đốt. Khi nào nghiệp ác hết thì mới được thoát. Do nhân duyên hết nên quả nơi người kia mới hết. Giống như lửa tàn thì độ nóng của lửa cũng không còn nữa. Giống như hạt hư thì mầm của nó cũng hư luôn. Như vậy, người trong địa ngục A Tỳ, nếu nghiệp ác chấm dứt, không còn khổ bị thiêu đốt hủy hoại nữa, mới thoát ra khỏi. Nếu được thoát, do quả báo của nghiệp ác còn sót lại, thì sinh làm ngạ quỷ, miệng như lỗ kim, ở nơi núi cao. Sinh vào đó lại bị đói khát thiêu đốt, thân người ấy giống như cây bị cháy. Nếu thoát ra khỏi chỗ đó, thì sinh vào loài súc sinh, làm thư thư ma la, làm loài sâu bất tịnh sống trong phân. Nơi loài ngạ quỷ trải qua 200.000 đời bị đói khát bức bách, lại trải qua 2.000 năm làm loài súc sinh. Do sức mạnh còn sót lại của nghiệp ác bất thiện nên sinh ra ở chỗ nào cũng đều bị tất cả khổ não. Trong loài súc sinh ăn những thứ dơ bẩn, tâm luôn nhớ nghĩ sinh vào chỗ sát sinh, vì ở đó luôn ăn nuốt lẫn nhau, chịu khổ não lớn.
Nếu thoát ra khỏi cõi ấy, nhờ nghiệp lực ở quá khứ, được sinh làm người, trải qua 500 đời, bị chết trong thai, lại 500 đời vừa sinh ra thì chết ngay, hoặc bị quả ăn, lại 500 đời chưa biết đi mà bị chết. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Nếu sau đó quả báo của nghiệp ác tàn dư đã hết, lưới nghiệp vận hành từ nơi vô thủy sẽ mắc quả báo tương tự, có thượng trung hạ. Quan sát như vậy rồi, tỳ kheo nói kệ: trong sinh tử vô thủy, lưới nghiệp phụ thế giới, hoặc sinh hoặc tử diệt, đều do nghiệp mà ra. Từ trời vào địa ngục, địa ngục sinh lên trời. Từ trời vào ngạ quỷ, địa ngục sinh ngạ quỷ. Sức mạnh sinh khác biệt, thế lực vui khác nhau, đều do nghiệp ái sinh, không phải tự tại tạo. A Tăng Kỳ tạo nghiệp, chúng sinh luôn sinh tử, người khác không thể hiểu, chỉ có Như Lai rõ. Ngài biết rõ nghiệp này và biết rõ nhân duyên, giải bày cho người si, hóa độ hết chúng sinh. Tỳ kheo ấy đã quan sát sự khổ nơi A Tỳ rồi, với tất cả sự sinh tử tâm được lìa dục, lại lấy đại từ bi mà tu sửa tâm, nhớ nghĩ chân chánh nên đạt được địa thứ 11. Dạ Xoa ở trên đất biết được nên hoan hỷ rồi nói với Dạ Xoa hư không: Dạ Xoa hư không, tâu với Tứ Đại Vương. Tứ Đại Vương tâu với Tứ Thiên Vương. Như trước đã nói, cho đến tâu với Đại Phạm Thiên Vương như vậy. Ở cõi Diêm Phù Đề, trong nước thôn có thiện nam họ tên, để cạo bỏ râu tóc, đắp pháp y, xuất gia chân chánh, chiến đấu với quân ma, không trụ vào cảnh giới của ma, tâm không ưa thích cảnh giới nhiễm dục và đã đạt được địa thứ 11. Đại Phạm Thiên Vương nghe như vậy, hoan hỷ nói: quân ma bị tổn giảm, bạn chánh pháp tăng trưởng, phần thiện được phát triển, tùy thuận nơi pháp hành, các pháp của hàng tỳ kheo đã được kiến lập vững vàng. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát các pháp hành, thế nào là tỳ kheo kia quán xét ngục A Tỳ để tùy thuận tu hành. Tỳ kheo kia quan sát đại địa ngục A Tỳ như thế nào, địa ngục ấy gồm có bao nhiêu chốn. Người kia thấy nghe biết cũng như những địa ngục khác, gồm đủ 16 chỗ. Ngục A Tỳ cũng lại như vậy, gồm có 16 chốn. 16 chốn là: 1. Mỏ quạ, ô khẩu. 2. Nhất thiết hướng địa. 3. Vô biển ngạn thường thọ khổ não. 4. Giả can hóng. 5. Thiết giả can thực. 6. Bao tử đèn, hắc đổ. 7. Thân dương. 8. Mọc kiến úy. 9. Thân dương thọ khổ. 10. Lưỡng sơn tụ. 11. Hóng sinh diêm bà phả độ. 12. Tinh mang. 13. Khổ não cấp. 14. Sủ khỉ phủ. 15. Thiết diệp. 16. Thập nhất diệm. 16 chốn này chính là chi nhánh của địa ngục căn bản A Tỳ. Những kẻ hành theo 10 nẻo nghiệp ác bất thiện và 5 nghiệp ngũ nghịch đều nhóm tụ trong đài địa ngục. Vào địa ngục A Tỳ có nội ngũ nghịch và ngoại ngũ nghịch. Tạo nghiệp đã thành thục rồi thì sinh trong đại địa ngục A Tỳ, theo nghiệp tương tự mà sinh vào trong đó. Theo nghiệp tương tự với nghiệp đã gây tạo đầy đủ, ưa thích tạo và tạo nhiều mà đối với địa ngục kia sinh vào chốn khác nhau. Nghiệp nơi A Tỳ có 5 loại: giết A La Hán, tư duy theo tâm ác làm thân Phật chảy máu, sinh tâm tùy hỷ, lại ưa thích tạo và tạo nhiều, bảo người khác làm, bảo người kia an trụ hoặc sai người khác làm. Người đó do nhân duyên của nghiệp ác nên sau khi qua đời sinh vào chốn ác, bị đọa vào chốn ô khẩu, mỏ quạ thuộc địa ngục A Tỳ, chịu đủ mọi khổ não. Những khổ não ấy như trước đã nói, trong 7 đại địa ngục hoặc hắc thần hợp, chỉ trừ khổ não phải chịu ở A Tỳ, tất cả khổ não kia ở đây đều có đủ, lại nặng nề gấp trăm lần. Lại có chỗ còn hơn thế nữa: Di Ma La đánh vào miệng tội nhân giống như đánh vào miệng con quạ, sau đó
dẫn đến sông Tro Đen, hắc hôi nước sâu chảy xiết. Dì Mà Là lấy trò nóng đổ vào miệng tội nhân, đầu tiên đốt môi rồi đốt răng rồi đốt cổ họng rồi đốt tim rồi lại đốt phổi rồi đốt ruột rồi đốt trường tạng rồi đốt sinh tạng rồi đốt thục tạng rồi theo phía dưới mà chảy ra. Người ở địa ngục kia bị khổ trong sông Tro, toàn bộ bên trong thân đều bị cháy, không còn gì cả, chỉ còn vật bên ngoài. Do nghiệp ác giữ lấy nên tội nhân không chết mà phải chịu khổ não cùng cực. Người kia luôn luôn bị thiêu đốt, trải qua vô số năm mà nghiệp ác vẫn chưa hết, chưa tàn rã, ảnh hưởng của nghiệp chưa hết thì không lúc nào dừng khổ. Nếu nghiệp ác hết thì người kia mới thoát được địa ngục. Ra khỏi địa ngục, trải qua 1000 đời, sinh làm ngạ quỷ, tên ngạ quỷ đảnh. Thoát khỏi loài ngạ quỷ, lại sinh vào loài súc sinh, làm các loài như voi trâu, thuần đồ, ma la, chuột, chó, sói, rắn độc, thổ cung, các loài trùng như dung, mũi, ruồi, nhặn, sau sinh làm bò. Thoát khỏi cõi súc sinh thì sinh làm người ở nơi hợp với nghiệp, sinh vào nhà đồ tể, trải qua 200 đời, bị chết lúc còn trong thai, hoặc sinh ra rồi chưa biết đi đã chết, hoặc sắp sinh ra thì liền bị chết. Đó là do nguyên nhân, do nhân duyên của nghiệp ác còn sót lại, nên sau lại tạo tiếp nghiệp ác. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp, quan sát về nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ, vì ấy thấy nghe biết, lại có chốn khác tên nhất thiết hướng địa, tất cả đều hướng xuống đất. Đây là chốn thứ hai trong địa ngục A Tỳ. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chỗ ấy? Vì ấy thấy nghe biết, người nào cưỡng bức dâm dục, ưa thức tạo và tạo nhiều, với những vị do tư duy đã chứng được vô lậu, là thánh tỳ kheo ni, bậc A La Hán, thì do nhân duyên của nghiệp ác ấy, sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn nhất thiết hướng địa, thuộc địa ngục A Tỳ, chịu khổ não lớn. Những khổ não ấy như trước đã nói, trong bảy đại địa ngục, hoặc hắc thần, hợp khiếu hoán, đại khiếu hoán, tiêu nhiệt, đại tiêu nhiệt, tất cả khổ não ấy ở đây đều có đủ và nhiều gấp trăm lần. Lại còn hơn thế nữa, ở chỗ đất bằng sắt, đầu mặt ở dưới, thân ở trên dưới lộn ngược, luôn chuyển đổi. Dì Mà La làm cho người ở địa ngục kia khổ não rất nhiều. Tội nhân bị khổ não không thể nào kêu la, không thể phát ra tiếng, không thể phát ra hơi, nửa thân dưới lại ở phía trên. Dì Mà La lấy búa rìu, biển róc từ từ, cho đến khi nào hết thịt chỉ còn lại xương, rồi lấy nước tro rửa xương ấy, làm cho rơi rớt cả. Lúc này, người kia chỉ còn mạng sống mà thôi. Sau đó bị bỏ vào vạn nước đồng sôi sùng sục, làm cho thân lúc chìm lúc nổi, lộn lên lộn xuống, nấu cho chín nhừ, giống như những hạt đậu lớn nhỏ được nấu chín, hơi bốc lên che phủ khắp nơi không thấy gì cả. Nấu trong vẻ sắc như vậy, trải qua vô lượng trăm ngàn ức năm mà nghiệp ác vẫn chưa hoại, chưa tan, ảnh hưởng của nghiệp vẫn chưa dứt, luôn luôn không ngừng khổ. Nếu nghiệp ác hết, người kia mới thoát khỏi địa ngục đó. Được thoát ra rồi, trong một kiếp hay một kiếp giảm, thần lại bị đốt, chịu khổ não ít hơn trong địa ngục A Tỳ. 1000 đời làm thân ngạ quỷ, sinh trong loài ngạ quỷ trách sớ, bị đói khát bức bách thân, toàn thân luôn bị cháy giống như bó đuốc. Nếu người kia được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, lại trải qua 1000 đời làm súc sinh, làm loài chim sống ở đồng hoang, thường khổ sở đói khát như giá đa ca, hoặc các loài giả càng, dế, sâu, cù đà, ngựa hoang, lừa hoang, nai, các loài súc sinh như vậy là do quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Ra khỏi loài súc sinh, lại sinh làm người ở nơi hợp với nghiệp, thì sinh tại quốc độ mặt ngựa, 300 đời bị chết trong thai. Nếu có nghiệp ở quá khứ thì được sống không chết, mà bị bần cùng bệnh hoạn, nhiều khổ não, trong 500 đời không được làm thân nam,
Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp, quan sát nơi chốn thuộc đại địa ngục A Tỳ, vì ấy thấy nghe biết lại có chỗ khác tên vô biển ngạn thường thọ khổ não, chịu khổ mãi không thấy bờ bến kia, là chốn thứ ba trong địa ngục A Tỳ. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chốn này? Vị ấy thấy nghe biết những người do cảnh giới làm loạn, do tâm dục hay do gần bạn ác, hoặc tự uống rượu say sưa, hành dâm với mẹ, hành dâm rồi tâm kinh hãi, gần bạn ác, nghe theo lời nói của họ, người si kia ưa thích làm và làm nhiều, lại bảo người khác làm giống như vậy. Do nghiệp ác ấy nên khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn ác vô biển ngạn, thường thọ khổ não trong địa ngục A Tỳ, chịu khổ não cùng cực. Những khổ não ấy như đã nói ở trong bảy đại địa ngục hoặc hắc thần, tất cả khổ não kia ở đây đều có đủ, lại nhiều gấp trăm lần. Còn có những khổ não hơn đó nữa, diêm ma la dùng móc sắt cháy đỏ móc nhân căn của người kia kéo từ rốn ra, lấy gài kìm chích vào, hoặc dùng đinh đóng vào rốn, vào mũi, vào tai, sau thì cắt miệng, lại lấy móc sắt cháy đỏ rực nhét đầy miệng tội nhân, làm cho miệng đầy lửa giống như cây đuốc. Phần dưới thân của người kia phải chịu khổ dữ. Người kia bị khổ ở hai chỗ, bị thiêu, đè và chặt đánh, nên toàn thân đều bị hư nát. Hết thảy mọi chỗ đều như vậy, nên gọi là chốn vô biển ngạn thường thọ khổ não. Sự khổ ở đây không thể nào ví dụ được, nhưng nghiệp ác vẫn chưa hoại, chưa tan, ảnh hưởng của nghiệp vẫn chưa hết, nên luôn luôn chịu khổ. Trong một kiếp hay một kiếp giảm, mãi bị thiêu đốt như vậy. Nếu nghiệp ác hết, người kia mới thoát khỏi địa ngục. Thoát rồi, trải qua 4.000 đời làm ngạ quỷ, ăn đồ bất tịnh, đói khát, đốt thân. Nếu thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, thì sinh vào loài súc sinh, ở giữa đồng hoang vắng không có nước, sống trong rừng tre, miệng luôn khô khốc, sống chỗ chật hẹp trong hang núi, thường sợ bóng tối. Sinh trong loài súc sinh, thường sợ chim thú. Vì nhân duyên gì mà sống trong rừng tre? Vì nơi rừng tre kia thường có gió lớn, thổi tre phát ra lửa. Trải qua 4.000 đời, luôn bị thiêu chết. Chết rồi lại sinh lại chỗ ấy. Thoát được thân súc sinh, được sinh làm người ở nơi hợp với nghiệp, thì làm kẻ bần cùng tật bệnh, hèn hạ nhất trong đời. Vợ không trinh tiết, hoặc đoạt vợ người, hay phạm con gái người, nên bị họ bắt đem giao cho vua trị tội bằng cách nhổ nhân căn ra. Không còn nhà cửa, phải ra ngã ba, ngã tư xin ăn để sống. Luôn đói khát khốn khổ, sau đó phát bệnh, đau đớn rồi chết nơi đầu đường xó chợ. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp rồi, lại quan sát nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ. Vị ấy thấy nghe biết còn có chốn khác tên Dã Càn Hống, là chốn thứ tư trong địa ngục A Tỳ. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chốn này? Vị ấy thấy nghe biết người nào hủy bán bậc nhất thiết trí Đức Phật, hủy bán Bích Chi Phật, hủy bán A La Hán, hủy bán luật pháp, phi pháp nói là chánh pháp, lại bảo người khác làm rồi ưa thích. Phi pháp mà người kia cho là chánh pháp nên thường hủy bán các bậc thánh nhân. Do nhân duyên của nghiệp ác ấy, sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn Dã Càn Hống thuộc đại địa ngục A Tỳ, chịu khổ não không kể xiết. Những khổ não ấy như trước đã nói, trong bảy đại địa ngục hoặc hắc thần, tất cả khổ não kia ở đây đều có đủ, lại nhiều gấp trăm lần. Còn có những thống khổ hơn thế nữa. Do nghiệp ác nên chúng đó có Dã Càn, miệng bằng sắt cháy đỏ đầy khắp mọi chỗ, răng rất bén, nóng. Chúng chạy vội đến chỗ người hủy bản chánh pháp, mỗi con ăn mỗi chỗ nơi người kia, con ăn đầu, con ăn cổ. Do lưỡi nói lời ác, nên có con ăn lưỡi, có con ăn mũi, ăn xương ngực, con ăn phổi, con ăn tiểu trường, con ăn đại trường, con ăn bong bóng, con ăn bắp đùi, con ăn cẳng, con ăn gót chân, con ăn cánh tay, con ăn tay chân,
con ăn ngón tay chân. Toàn bộ thân thể của người kia đều bị ăn tiệt, bị ăn rồi sinh ra lại. Người gây nghiệp ác kia chịu quả báo cho hành động ác nên luôn thọ khổ như vậy. Nếu được thoát ra khỏi chỗ đại khổ não này, người kia vội vã tìm chạy đến khắp nơi, trong mong được cứu vớt, trong mong có chỗ nương tựa, lại có Yimala bắt lại, đánh vào miệng người kia và rút lưỡi ra, dùng dao thật bén, cắt tàn nát lưỡi tội nhân, cắt rồi mọc ra lại. Do lưỡi hủy nhục, chê bai các bậc thánh nhân, do bảo người khác khen ngợi phi pháp, nên người kia luôn bị các thứ khổ não như thế. Nếu thoát ra được chốn đó, người kia trong mong được cứu vớt, trong mong có chỗ nương tựa, nên chạy đôn đáo khắp chỗ. Do nghiệp ác đã tạo, người kia bị Yimala bắt, bảo: người vọng ngữ này nói lời công vậy, nói lời thô lỗ, nói lời bất tình, nói lời pháp ác, nói lời phi pháp, khiến cho chúng sinh thoái mất chánh đạo. Yimala bắt người kia lại, đánh vào miệng rồi rút lưỡi ra. Lưỡi ác ấy dài một cư xa, rất mềm, trải trên đất bằng sắt cháy rực như đồng đỏ, vẽ làm bờ ruộng, rồi sai người cài lên. Lưỡi này nóng rực, dao bén nóng rực, trên chân trâu có mũi nhọn rất bén, nóng đỏ cài ngang dọc cả trăm ngàn vòng trên lưỡi ấy. Lời nói ác của kẻ ấy nơi đời khác làm chứng bày, nói không hợp lý nên phải chịu khổ như vậy. Người kia luôn luôn bị cày, bị thiêu đốt cắt cứa. Do lời nói ác nên người kia chịu tất cả thống khổ, kêu gào, khóc lóc ăn năn. Yimala vợ trách nói kệ: 6 vạn A Phù Đà, 5.000 6 Phù Đà, tâm miệng mong điều ác, hủy thánh đọa địa ngục, dáng đẹp hành động ác, phi pháp nói chánh pháp, do sư ngươi nói ác, này nơi đây bị đốt. Chúng sinh mong muốn thật, sao nói là pháp ác? Do người nói lời ác, chịu quả ác tương tự. Người vọng ngữ quyết định, phi pháp nói chánh pháp, đó là giặc số 1, ngoài ra là giặc nhỏ. Người nói pháp chân chánh, lì bỏ tất cả ác, được đến chỗ an lành, chốn đó không khổ não, của cải nhiều không mất, không ai trộm cắp được. Thật ngữ là đường trời, cũng là cửa niết bàn. Như vậy nên nói thật, luôn nhớ hành theo pháp, không sầu bi không già, người ấy vượt hơn hẳn. Người lì bỏ chánh pháp, hủy nhục người hiền lành, người xưa gây tạo ác, này nơi đây thọ khổ. Vì mà là quở trách người hủy bản thánh pháp như vậy rồi, lại còn tạo thêm nhiều khổ não. Người kia không thể biết, không thể nói được. Vì sao? Vì Đức Như Lai đã nói, người hủy bản thánh pháp tạo nhân rất nặng, nên mắc quả báo tương tự. Người kia bị thiêu đốt như vậy mà nghiệp ác vẫn chưa hoại, chưa sẽ, ảnh hưởng của nghiệp vẫn chưa hết, luôn luôn chịu khổ não. Nếu nghiệp ác hết, người kia mới thoát khỏi chốn đó. Thoát khỏi rồi, trải qua 2000 đời, sinh làm ngạ quỷ ở tầng đồ, thần quỷ một khối giống như khối thịt, không thấy, không nghe, không thể ngửi được, không nếm được và cũng không nói năng gì cả. Nếu thoát thần ngạ quỷ rồi, lại trải qua 3000 đời làm súc sinh, làm loài trùng trong phân. Thoát được thần súc sinh thì sinh làm người, trải qua 500 đời luôn bần cùng, khốn khổ. Nói ra điều gì đều không ai tin, bị bệnh phong hủi, điếc câm. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp rồi, lại quan sát nơi chốn thuộc đại địa ngục A Tỳ. Vì ấy thấy nghe biết, lại còn có chốn khác tên thiết giả can thực, giả can bằng sắc ăn, là chốn thứ nằm trong địa ngục ấy. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh trong chốn đó? Vì ấy thấy nghe biết, người nào tùy hỷ với tâm ác, niệm ác, đem tâm cực ác thiêu đốt chùa của chúng tăng, đốt tượng Phật và đốt các đồ dùng của tăng chúng, như giường chiếu, quần áo, của cải, lúa gạo. Do tâm ác nên lấy lửa thiêu đốt chỗ ở của chúng tăng, đốt rồi thích thú, không một chút hối hận. Sau đó bảo người khác làm, rồi tùy hỷ khen ngợi. Người kia tạo đủ các nghiệp ác, nghiệp tạo đã thành thục,
hòa hợp tương ưng. Do nhân duyên của nghiệp ác ấy, sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn ác, thiết giả can thực trong địa ngục A Tỳ, chịu khổ não vô bờ. Nhưng khổ não này, như trước đã nói trong bảy đại địa ngục hoặc khắc thần, tất cả khổ não kia ở đây đều có đủ, lại nhiều gấp trăm lần, lại còn có thống khổ hơn thế nữa. Do nghiệp nặng nên chịu khổ cũng nặng. Vì sao? Vì nhân quả giống nhau, quả giống như nhân. Sinh vào chốn đó, do nhân duyên của nghiệp ác nên toàn thân đều bị lửa thiêu đốt. Toàn thân người kia cháy sáng cả 10 do tuần. Có 11 thứ khổ, khổ trên đảnh là nặng nhất. Trong các địa ngục, khổ này là dữ dội nhất. Chốn kia lại có núi giống như lửa, lửa cháy khắp nơi. Tội nhân bị đói khát thiêu đốt, luôn luôn bị thiêu, bị đánh, duỗi tay hướng lên trên, kéo tới 5 do tuần. Lửa cháy lan khắp nơi như đốt cả gốc rừng, bị thiêu đốt khắp thân, người kia kêu gào, la hét, khóc lóc bi thảm. Khi kêu gào, miệng bị cháy cả trong lẫn ngoài, hợp thành một đống lửa không có kẽ hở. Lửa dữ thiêu đốt lớn dần, nếu thoát khỏi chỗ đó, người kia trong mong được cứu vớt, trong mong có chỗ nương tựa, chạy khắp đó đây, mặt mày méo xệch, tìm kiếm chỗ an vui. Do tạo ra nghiệp ác nên tùy theo đó mà bị trói buộc, từ ngục này đi đến chỗ khác đều có núi sông khổ não càng tăng. Trên mưa gạch sắt khoảng một cư xa, như mưa mùa hạ, gạch đánh vào người kia từ đầu đến chân khiến tan nát, chồng chất giống như làm nem khô, toàn bộ thân thể nát bấy, không thể phân biệt được. Thường mưa sắc ác, chịu khổ não như thế. Sau đó người kia sống lại, toàn thân rã rời, dễ càng nhe răng lửa, ăn nuốt kẻ có tội, giống như ăn nem khô. Tội nhân lại sống dậy, các phần hợp đủ, sống rồi lại bị ăn tiếp. Người kia luôn bị dễ càng ăn, bị thiêu đốt rồi sống trở lại. Do nghiệp ác nên người kia bị ăn, chịu mọi thống khổ, từ mình tạo chứ chẳng phải do người khác tạo. Chính mình tạo ra thì không bao giờ mất quả, không làm thì không quả báo. Không có cái gì là không có nguyên nhân, không phải từ chỗ khác đem đến. Không có người làm đưa đến quả báo thì không có người nhận quả báo đó, đều do nhân mà ra. Thế mà nghiệp ác của người kia vẫn chưa hoại, chưa tan. Ảnh hưởng của nghiệp chưa hết thì không bao giờ dừng khổ. Nếu nghiệp ác hết, người kia mới thoát ra khỏi chốn cực ác trong địa ngục. Lại 1000 đời sinh làm ngạ quỷ, toàn thân bị đốt cháy, kêu la gào thét. Tất cả quốc độ, tất cả thành ấp, tất cả xóm làng, người kia luôn kêu gào trong đêm. Ban đêm thì lửa đốt, ban ngày thì ánh sáng mặt trời như mưa lửa, nóng như đốt, đến nỗi phát ra lửa mà nghiệp ác vẫn chưa hoại diệt. Ảnh hưởng của nghiệp không hết. Nếu thoát ra khỏi cõi này, trải qua 1000 đời làm súc sinh, thường ở chỗ đồng hoang, làm loài trùng 100 chân, luôn khổ sở đói khát. Trùng có 2 đầu, 2 mặt, lại có 2 miệng, luôn luôn bị khổ không bao giờ gián đoạn. Toàn bộ thân thể phần nhiều bị trùng đen rút rỉ. Ra khỏi thân súc sinh, nhờ quá khứ lâu xa, có chút nghiệp lành, nên người kia sinh làm người, ở nơi hợp với nghiệp. 1000 đời làm người đen đúa, giống như mây đen, luôn bị hủy hoại, tổn thương bần cùng, thường đi khắp nơi, theo lạc đà đi xứ, bị người khác sai khiến, mãi khổ sở, đói khát, ăn uống khó được, chỉ còn mạng sống mà thôi. Trải qua 1000 đời làm ngạ quỷ, 1000 đời làm súc sinh, 1000 đời làm người như thế, là do nhân duyên của nghiệp ác, nên người kia phải chịu khổ não. Lại nữa, tỳ kheo ấy viết quả báo của nghiệp, rồi quan sát nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ, vì ấy thấy nghe biết còn có chỗ tên Hắc Đổ, bụng đen, là chỗ thứ 6 trong địa ngục A Tỳ. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chốn này? Vì ấy thấy nghe biết những người nào lấy tài vật của Phật để tự sử dụng mà không trả lại, không bồi thường, không tin nghiệp báo mà còn trở lại lấy tiếp, bảo người khác lấy, hoặc như làm trụ trì
có ai đến cúng dường Phật thì lấy cất về cho mình, hoặc người khác đưa thập phẩm vật xin cúng Phật mà tự tiện lấy dùng. Do nhân duyên của nghiệp ác như thế, sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn ác, hắc đổ trong địa ngục A Tỳ, chịu đủ mọi khổ não. Những khổ não này như trước đã nói, trong bảy đại địa ngục hoặc hắc thần, tất cả các khổ não ấy ở đây đều có đủ và nhiều gấp trăm lần. Lại còn có khổ hơn nữa, chỗ hắc đổ, tội nhân bị đói khát thiêu đốt lấy thân nên tự ăn thân mình, ăn rồi thì sinh ra lại. Như vậy, trải qua vô lượng trăm ngàn ức năm, ăn rồi lại sinh ra, càng ngày càng chồng chất thêm, luôn đói khát khổ não. Nhưng đối với nghiệp ác đã tạo kia, thì chỗ khổ não sẽ phải chịu gấp trăm lần. Tự tạo khổ não, trở lại tự bó buộc lấy thân. Người kia tự ăn thịt của mình, rồi dông ruổi khắp chỗ, khi chạy, có loài rắn bụng đen, màu giống như mây đen quấn lấy, từ thân đến chân tội nhân, từ từ cắn mổ cùng với xương để ăn. Bị ăn rồi, người kia sống trở lại, sống lại rồi bị ăn tiếp, cứ luôn luôn như vậy. Do nghiệp ác đã tự dùng vật phẩm cúng Phật nên người kia bị rắn ăn như thế. Trong các ruộng phước, Đức Phật là ruộng phước thù thắng nhất. Do làm tổn hại vật phẩm của Phật nên người kia phải bị thống khổ như vậy. Ra khỏi chốn hắc đổ rồi, tội nhân lại đi vào vùng đất bằng sắt đỏ nóng, giống như đống lửa than của núi Khư Đà La. Vào khoảng một do tuần, người kia đi vào lửa bị thiêu đốt, càng lúc càng tăng. Trải qua trăm ngàn ức năm, nếu thoát khỏi chỗ ấy, người kia chạy khắp đó đây, trong mong được cứu vớt, được có chỗ nương tựa. Đến chỗ khác, người kia bị chim ma la bắt lại, lấy kềm sắt nóng kẹp chặt lấy thân, rồi bỏ vào vạc sắt nấu cho chín nhừ, giống như những hạt đậu lớn nhỏ, đốt nấu khuấy lên, lúc nổi lúc chìm, thống khổ rùng rợn, là khổ ác bậc nhất không thể ví dụ. Tất cả trong tam giới, nhân quả luôn giống nhau. Chỗ thống khổ mà người phải chịu trong các địa ngục kia thì trăm phần, ngàn phần, ca la phần, không bằng một phần của khổ ở đây. Khổ não này có trăm ngàn cách thể hiện, là khổ não bậc nhất trôi trong biển lớn. Nghiệp quả là tự mình tạo ra, nên nghiệp ác bất thiện chưa hoại, chưa tan rã, ảnh hưởng của nghiệp vẫn chưa hết, thì khổ não kia không bao giờ dứt. Nếu nghiệp ác hết, người kia mới thoát ra được chốn hắc đổ trong địa ngục A Tỳ. Thoát rồi, người kia trải qua 1.200 đời làm ngạ quỷ ăn phân dơ, lại trải qua 700 đời làm súc sinh ăn những thứ ói mửa của người. Thoát khỏi kiếp súc sinh thì cũng khó được làm người, giống như con rùa trong biển lớn tìm lỗ hổng nơi bọng cay nổi. Nếu được làm người ở nơi hợp với nghiệp thì làm hàng tà kiến ngoại đạo, ăn uống bất tịnh, đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp rồi, lại quan sát nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ, vị ấy thấy nghe biết còn có chỗ khác tên Thần Dương, là chốn thứ bảy trong địa ngục. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chốn này? Vị ấy thấy nghe biết có người làm ác, lấy tài vật của pháp tự tiện tiêu dùng, sau lại lấy tiếp. Người kia tạo đủ các nghiệp, nghiệp tạo đã thành thục và còn chỉ bảo người khác làm. Do nhân duyên của nghiệp ác, sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn ác Thần Dương trong đại địa ngục A Tỳ, chịu mọi thống khổ. Những khổ não này như trước đã nói, trong bảy đại địa ngục hoặc hắc thần, tất cả khổ não ở đây đều có đủ và nhiều gấp trăm lần. Lại còn có khổ não hơn hết, chốn Thần Dương có hai cây bằng sắt cháy đỏ, gió nghiệp ác thổi đến khiến chúng ép vào nhau, tội nhân nơi địa ngục ở giữa bị cây ép vào rất mạnh nên dẹp như lá đa la, các cơ quan bị đè ép lại làm cho thân thể đều tiêu ra nước. Sau đó tội nhân sống trở lại, sống lại rồi bị ép tiếp, cứ như thế luôn chịu khổ não cùng cực. Trong một Thần Dương có loài chim sắt mỏ cứng như kim cương và rất dễ sợ, đứng trên cây áp xuống mổ vào đầu tội nhân
rồi bay lên chỗ cũ. Cứ như vậy mãi, đầu của tội nhân bị vỡ ra, chim lại đến mổ mắt ăn, khiến tội nhân kêu gào thê thảm. Làm vỡ đầu ăn mắt, chim ấy tiếp tục ăn não, xé tim, uống máu, thịt ăn ruột, ăn bao tử, ăn thực tạng, ăn bắp đùi, ăn bắp vế, ăn gót chân, ngón chân. Người kia bị khổ sở như vậy, trải qua vô số thời gian, trong 100 năm cũng không thể đếm hết được. Ở đây chỉ nói một phần nhỏ, giống như trong biển lớn, chỉ lấy một vốc nước đổ vào chỗ khác, tức chỉ nêu được một phần. Kẻ tạo nghiệp ác kia luôn chịu khổ dữ dội như vậy, nhưng nghiệp ác đã tạo vẫn chưa hoại, chưa tan, ảnh hưởng của nghiệp vẫn chưa dứt, thì không bao giờ hết khổ. Nếu nghiệp ác hết, người kia mới thoát khỏi địa ngục. Ra được rồi, trải qua 1000 đời làm ngạ quỷ ăn đờm dãi, chỉ có mạng sống mà thôi, vì bị đói khát bức bách, thân là khổ não bậc nhất. Nếu thoát khỏi thân ngạ quỷ, thì sinh làm loài cá lớn trong nước mặn ở biển cả. Những loài cá lớn trong biển cả như cá Nakala, Mayala hoặc làm rùa lớn, luôn khổ vì đói khát, sống trong biển nước mặn, trải qua 1000 đời. Nếu ra khỏi biển ấy, nơi đời quá khứ có nghiệp làm người, được thành thục thì sinh vào cõi người, ở vùng giữa biên giới của hai nước. Vua hai nước kia thường gây chiến với nhau, tài sản của người kia cất chứa hoặc bị người khác lấy, hoặc bị vua phạt lấy. Bị đoạt lấy rồi, người kia còn bị trói bỏ vào nhà giam, đói khát bức bách, phải đi xin ăn, chịu khổ não cùng cực. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp rồi, lại quan sát những nơi chốn trong đại địa ngục A Tỳ, vị ấy thấy nghe biết còn có chỗ khác tên Mộng Kiến Úy, là chốn thứ 8 trong địa ngục A Tỳ, vì nghiệp gì mà chúng sinh sinh vào chốn này. Vị ấy thấy nghe biết người xấu ác đối với các thức ăn của chúng tăng, các tỳ kheo tụ tập hòa hợp sắp sửa thọ dụng, mà lại đoạt lấy khiến cho chúng tăng ấy không được ăn uống, thân bị đói khổ, không nhớ được điều lành, không ngồi thiền, tâm không tịch tỉnh. Người ác kia đoạt lấy thức ăn của chúng tăng hiện tiền, lấy rồi không hề sám hối, tâm không ăn năn, lại ưa thích làm công việc ấy, lại bảo người khác lấy rồi sinh tâm tùy hỷ. Người kia tạo đủ các nghiệp ác, nghiệp tạo đã thành thục, do nhân duyên của nghiệp ác ấy, nên sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn Mộng Kiến Úy trong đại địa ngục A Tỳ, chịu mọi thứ khổ não. Những khổ não này như trước đã nói, trong 7 đại địa ngục hoặc hắc thần, tất cả khổ não ấy ở đây đều đủ, lại nhiều gấp trăm lần. Còn có khổ hơn thế nữa, chúng sinh không hề biết tên của mình, những khổ não ấy rất đáng sợ, đau đớn không thể chịu nổi, tất cả đều do nghiệp gây ra. Này xin nói một ít, giống như giọt nước nơi biển cả, như người trong mộng thấy việc không thật, nơi ngục này, việc trong thấy đều giống như mộng. Thấy có người ác rất đáng kinh hãi, người ấy cầm đủ khí cụ, như gông chày, bắt lấy tội nhân gây nghiệp ác, bỏ vào chỗ đất bằng sắt, ngồi trong vạc sắt, dùng chày sắt nóng đập vào thân người kia, khiến cho tan nát, giống như khối xác ông. Sau đó, người kia sống trở lại, sống lại rồi bị đánh cho tan thay. Do thế lực của nghiệp ác nên người kia phải chịu quả báo như vậy. Nếu ra khỏi khổ não nơi vạc sắt kia, thì người ấy lại đi vào rừng sắt. Do đi theo con đường của nghiệp ác, người kia đi vào rừng sắt, thì toàn bộ thân thể bị chẻ, cắt rách nát rã rời trong sắt nóng, khắp thân người tạo nghiệp ác đều bị hủy hoại. Nếu thoát khỏi chúng này, người kia chạy đôn đéo khắp nơi, trong mong được cứu vớt, được có chỗ nương tựa, nhưng lại bị hai con dao sắt cắt xẻ thân tội nhân, khiến cho mọi gân mạch đều đứt hẳn, tiêu tan, chỉ còn lại xương, không còn chút thịt nào cho ruồi đậu. Xương gân da đều bị cắt xẻ tan, vụn phần xương còn lại cũng bị dao sắt chặt nát. Người kia đau đớn nên khóc lóc kêu gào, chạy lui tới khắp chỗ nhưng không thoát được. Tất cả đều do nghiệp ác bất thiện mà ra. Bị khổ như vậy, nhưng nghiệp ác vẫn chưa hoại, chưa tan. Nếu nghiệp ác hết,
thì mới thoát khỏi chốn mộng kiến úy. Thoát được rồi, trải qua 1.000 đời làm ngạ quỷ, ăn nước một ghẻ, ra khỏi cõi ngạ quỷ, lại trải qua 500 đời làm súc sinh, chịu đủ thứ thống khổ, thường ở chỗ bị đá đè ép, giống như cỏ lầu, cho đến chết. Thoát thần súc sinh thì được làm người, nhưng luôn bần cùng bệnh hoạn, bị người khác sai khiến, ở chốn đồng hoang, sườn núi nguy hiểm, sa mạc, chỗ ít cỏ, chỗ không có cỏ, chỗ không có nước, chỗ không có ao đầm, chỗ thường sợ hãi, sinh vào quốc độ hung dữ. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo nhận biết quả báo của nghiệp, rồi quan sát nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ, vì ấy thấy nghe biết còn có chốn khác tên Thân Dương, thọ khổ não, là chốn thứ 9 trong đại địa ngục A Tỳ. Vì nghiệp gì mà chúng sinh sinh vào chốn này? Vị ấy thấy nghe biết có nhà đàn Việt hảo tâm, chánh tính thành tựu, luôn chữa trị người bị bệnh, giúp đỡ người xuất gia, bổ thí của cải, tùy theo người bị bệnh để cung cấp của cải thuốc men để trị bệnh. Nhưng có kẻ xấu ác được nhiều người biết đến, tầm ý bất thiện, xa lìa thiện tri thức, bỏ đạo giải thoát, dù mặc ca sa nhưng chính là đạo tặc, đoạt lấy vật dụng của người bệnh được cúng dường kia, sử dụng rồi nhưng không sám hối, tâm không hề ăn năn, không trả lại, không bồi thường, lại bảo người khác làm rồi tự thích thú, lại còn sinh tâm lấy tiếp. Do nhân duyên của nghiệp ác ấy, sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn Thân Dương thọ khổ não trong đại địa ngục A Tỳ, chịu mọi khổ não tột cùng. Những khổ não này như trước đã nói, trong bảy đại địa ngục hoặc hắc thành, tất cả sự khổ ấy ở đây đều có đủ, lại nhiều gấp trăm lần, còn có những thống khổ hơn thế nữa. Ở ngục Thân Dương thọ khổ, cách khoảng một do tuần có cây sắc nóng luôn cháy đỏ rực, là do nghiệp ác mà ra. Trong ngục còn có tảng đá lớn luôn cháy nóng giống như kim cương, chạm vào thì cảm thấy rất đau đớn, hơn trăm ngàn lần bị đốt cháy. Cây sắc ấy lửa luôn cháy dữ dội, từ dưới gốc cháy lên rất cao. Địa ngục ấy đã sinh ra 404 chứng bệnh, làm tăng trưởng mọi thứ khổ não. Các tội nhân đơn lẻ một mình, không bạn bè, đồng mặt ở dưới thấp, trần cảm thì trỗng lên trên. Cây kia luôn cháy phần phật, lửa nơi các địa ngục khác so với đây thì giống như băng lạnh. Nước nơi gốc cây kia là một thứ khổ não phủ lên khắp thân tội nhân, khiến tan nát không chừa dùng một sợi lông. Còn khổ về bệnh hoạn thì nặng gấp trăm lần so với lửa. Trải qua vô số năm như vậy, chúng ấy lại có diêm ma la tay cầm dao sắc cắt cửa mọi mạch máu nơi thân tội nhân. Ở đây có năm loại khổ: cay, lửa, sắc, đói khát, bệnh tật. Trải qua vô số năm, người nghe còn dựng cả chân lông. Khổ não ấy nhiều cả hàng trăm na do tha, ở đây chỉ nói một phần nhỏ. Người kia bị đủ thống khổ đau đớn, nếm mùi khổ ác như thế mà nghiệp ác vẫn chưa hoại, chưa tan, ảnh hưởng của nghiệp chưa hết thì không bao giờ ngừng khổ. Nếu nghiệp ác hết, người kia mới thoát khỏi chốn Thân Dương thọ khổ. Thoát được rồi là trải qua 700 đời sinh làm ngạ quỷ, ăn khói lửa, đói khát đốt thân, giống như đốt cây cối nhà cửa. Thoát kiếp ngạ quỷ, người đó trải qua 500 đời mang thân súc sinh, làm rồng phun lửa, thường luôn mưa cát nóng rớt lại trên thân mình rồi bị đốt cháy. Khỏi thân súc sinh thì được sinh làm người, ở nơi hợp với nghiệp thì sinh vào chốn rừng rú, thường mang vác gạch, suốt đời cực khổ, chưa từng có được bữa no, không hề được ăn các món ngon, làm nô lệ cho người sai khiến, bần cùng, bệnh tật, dốt nát. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo khi biết rõ quả báo của nghiệp, lại quan sát về nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ, vị ấy thấy nghe biết còn có chốn tên Lưỡng Sơn Tụ, là chốn thứ 10 trong đại địa ngục A Tỳ. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chốn ấy? Vị ấy thấy nghe biết có người làm việc ác
trộm cắp thức ăn của bậc Bích Chi Phật. Do nhân duyên của nghiệp ác đó, sau khi qua đời, bị đọa về chốn Lưỡng Sơn Tụ trong đại địa ngục A Tỳ, chịu khổ não vô cùng tận. Những khổ não này, như trước đã nói, trong bảy đại địa ngục hoặc hắc thần, tất cả các thứ khổ não ấy ở đây đều có đủ, lại nhiều gấp trăm lần. Còn có những thống khổ hơn nữa, chốn Lưỡng Sơn Tụ ấy có nhiều khổ não do gậy sắt, kích sắt, hạt sắt, nồi sắt. Trên hai ngọn núi sắt hiện bày vô số khổ bức. Chỗ đó mưa nhiều, rơi từ trên cao xuống như hai cụm núi. Mỗi cụm lớn bằng một do tuần, đánh vào tội nhân kia, khiến thân thể bị tan nát, giống như nắm cát. Người kia bị tan nát rồi sống trở lại, sống rồi lại bị đánh tan nát tiếp, cứ như thế mãi. Lại có 11 ngọn lửa bao vây đốt khắp thân tội nhân. Tiếp đến là hủy phá mắt, mắt bị hư rồi sinh trở lại. Vì mà là cắt lưỡi người kia, cắt rồi thì mọc ra lại. Tiếp đến cắt mũi, lấy nước bạch lạp nóng đổ vào chỗ bị cắt ấy. Rồi cắt lỗ tai, lấy nước đồng sôi đổ đầy vào đáy. Lại dùng bát sắt nóng đựng nước tro sôi rưới vào tai người bị tội, lấy dao biển róc lột xương. Chỗ ngục ấy luôn có 404 chứng bệnh, lửa cháy lan tràn rồi nhập lại thành một đống, nóng rực gây khổ cùng cực. Trong địa ngục này, thời gian là vô tận, không có số năm. Nhưng nếu nghiệp ác bất thiện đã tạo vẫn chưa hoại, chưa tan, ảnh hưởng của nghiệp vẫn chưa hết, thì khổ não cũng không ngừng nghỉ. Nếu nghiệp ác hết, người kia mới thoát khỏi chốn Lưỡng Sơn Tụ. Thoát được rồi, trải qua 500 đời, làm thân ngạ quỷ ở chỗ vắng vẻ, ăn phân dơ. Thân ngạ quỷ có một nhọt, ở đó sinh các loài sâu ác, nuốt các thứ uế tạp ấy, ruồi nhặng luôn bám khắp thân. Nếu thoát kiếp ngạ quỷ, lại trải qua 700 đời làm thân súc sinh, ở nơi đồng hoang đáng sợ, thường làm thân nai, bị đói khát thiêu đốt. Thoát được thân súc sinh thì sinh làm người, ở nơi hợp với nghiệp, luôn mang vác nặng, luôn bị đánh đập, khiến thân tơi tả, đêm ngày bất an, tay chân đều bị gãy, miệng khô khan, thân hình xấu xí, quần áo rách nát. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Tuy sinh làm người, nhưng trải qua 500 đời, làm người không chân chánh, giống như ngạ quỷ. Thân thường khổ não, ngày đêm chẳng yên, cũng là quả báo của nghiệp ác còn lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp, lại quán nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ. Vì ấy thấy nghe biết có chỗ tên Diêm Bà Phả Độ, là chốn thứ 11 trong địa ngục ấy. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chốn này? Vì ấy thấy nghe biết có người ở thôn Giả kia, nơi vùng sông Đầm, sinh sống theo bến nước. Chỗ sông Đầm ấy làm ăn rất thịnh, tất cả lúa gạo thức ăn dụng cụ đều từ nơi ấy mà ra, nuôi sống vô số mạng người. Bấy giờ có kẻ tâm xấu ác tìm cách chặn đứt con sông kia. Khi sông đã bị khô dòng thì mọi sinh hoạt nơi vùng ấy đều bị phá hủy, chim thú đều chết hết, huống chi là loài người. Tất cả các sa môn, bà la môn trong thành ấp, xóm làng đều bị chết khác. Vì con sông kia bị chặn đứt nên dân chúng trong quốc độ đều chết sạch. Do nhân duyên của nghiệp ác đó, sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn Diêm Bà Phả Độ thuộc đại địa ngục A Tỳ, chịu khổ não cùng tận. Những khổ não ấy, như trước đã nói, trong bảy đại địa ngục hoặc hắc thần, tất cả các khổ não đó ở đây đều có đủ, lại nhiều gấp trăm lần. Lại còn có những khổ bức hơn thế nữa. Chốn Diêm Bà Phả Độ ấy, với một vùng rộng 700 do tuần, có nào đồng hoang rộng lớn, núi cao hiểm trở, lửa dữ thiêu đốt cùng rất nhiều cây bằng sắt. Do thấy một cách điên đảo, người ở địa ngục kia trông thấy toàn là sông hồ, cây cối. Tội nhân bị đói khát, bị lửa dữ bậc nhất thiêu đốt khắp thân, khóc lóc kêu gào, bèn chạy về phía sông hồ nghĩ, ta nên đến chỗ kia để uống nước. Nhưng khi tới nơi thì trong sông chỉ toàn là tro nóng. Lại có Di Ma La tay cầm dao sắt bắt tội nhân,
rồi dùng dao đâm chém. Người kia bị hai thứ khổ bức, một là khổ vì dao cắt, hai là khổ vì đói khát. Nơi động hoang vắng, người kia như vậy là luôn bị dao chặt, chém đâm khắp thân, chịu khổ bức cùng tột. Nếu thoát được chỗ này, vì đói khát nên chạy khắp đây đó, lại thấy dòng sông lạnh nên vội vã chạy đến. Sông có chim thân lớn như voi, tên là diêm bà, mỏ chim rất bén, phát ra lửa vồ lấy tội nhân, gấp gọn rồi bay lên hư không, vỗ cánh dạo chơi, khiến người kia mất hết mọi nhớ nghĩ. Sau đó, chim thả tội nhân ra giống như tảng đá từ trên cao rơi xuống đất. Đất có lửa cháy dữ dội, kẻ kia rơi xuống thì bể nát ra làm trăm mảnh. Tiếp theo là hợp lại rồi bị tan nát rồi hợp lại. Chim tiếp tục vồ đến bắt tội nhân cùng với những khổ não như trên đã nói. Như vậy, trải qua vô lượng trăm ngàn năm bị những khổ bức do chim ác gây ra như thế. Nếu thoát khỏi chỗ đó thì lại bị Yimala bắt giữ, bỏ vào sông nước đồng, sôi sùng sục, khiến thân thể tội nhân tan rã giống như bọt nước, sau đáy thì sống lại. Do gây tạo nghiệp ác nên người kia luôn bị thiêu đốt hành hạ như vậy, không có thời hạn. Kẻ phá hoại cả quốc độ kia, nếu thoát khỏi chốn này thì bị đói khát bức bách, nên chạy xuôi ngược khắp nơi, qua chỗ nào cũng đều có đầy móc sắt trên đường. Móc sắt ấy rất nhọn bén, cắt phá chân tội nhân từ dưới bàn chân lên đến bắp đùi. Chân bị cắt nát rồi, thân người đó lại bị lửa thiêu đốt, khiến luôn rên rỉ kêu gào. Tội nhân gắng gượng đứng dậy, rồi lại đi tiếp, tâm loạn động, thân rã rời. Lại có loại chó dữ, răng bóp lửa, ùa đến cắn khắp thân tội nhân, khiến thân thể đều tan nát. Chó dữ ăn hết da, thịt, mỡ, tủy rồi lại ăn luôn cả phần nước. Người phá hoại quốc độ, gây tạo nghiệp ác kia, luôn luôn chịu khổ não dữ dội, mà nghiệp ác đã tạo vẫn chưa hoại, chưa tan, ảnh hưởng của nghiệp vẫn chưa hết, nên không lúc nào ngừng khổ. Nếu nghiệp ác hết, thì người kia mới thoát khỏi chốn diêm bà phả độ. Ra được rồi, trải qua 500 đời sinh làm ngạ quỷ, chịu mọi thứ thống khổ bức bách. Nếu thoát kiếp ngạ quỷ, lại trải qua 500 đời làm thân xúc sinh xa la bà, nhiều đời vào lửa bị cháy, hoặc bị rắn cắn, hoặc bị thiêu đốt, hoặc chết vì trúng gió. Thoát thân xúc sinh thì sinh làm người ở chỗ hợp với nghiệp, thì sinh vào thời không có đạo đức, là kẻ ti tiện nhất trong thiên hạ. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp rồi, lại quan sát nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ. Vị ấy thấy nghe biết còn có chốn khác tên Tinh Mang, là chốn thứ 12 thuộc đại địa ngục A Tỳ. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chốn này? Vị ấy thấy nghe biết có người hành ác đối với hàng tỳ kheo đã đạt diệt định, tất cả phiền não đều được trừ sạch. Và lúc đói khát, người kia liền lấy trộm thức ăn của vị tỳ kheo rồi sinh tâm vui mừng, ăn rồi còn tham lam lấy cất, nói đó là việc thiện, sau lại bảo người khác làm. Nghiệp gây tạo đã thành thục, do nhân duyên của nghiệp ác ấy nên sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn tinh mang trong đại địa ngục A Tỳ, chịu đủ mọi thống khổ. Những khổ não ấy như trước đã nói, trong bảy đại địa ngục hoặc hắc thành, tất cả khổ não kia ở đây đều có đủ và nhiều gấp trăm lần, lại còn có khổ não hơn thế nữa. Hai góc của ngục này cũng như khắp cả chốn đều đầy những vạn nước sôi sùng sục đang được nung cháy đỏ nhiều như sao trên trời. Nơi góc thứ nhất trải qua 20 ức chính na do tha, 9.000 bát đầu ma, 60 ức a phù đà, 30 ức đại bát đầu ma, ức trăm võng, 1 ức 20.000 mang bị thiêu đốt. Trải qua số thời gian như vậy, người kia bị đốt nấu chín nhừ như cá trong vạc đồng nóng đỏ, do tạo ra nghiệp ác nên luôn bị thiêu đốt như trên đã nói. Người kia nếu thoát khỏi chỗ khổ này thì sau lại trở vào, bị gió nóng dữ dội chạm vào thân, đau đớn như dao cắt tất cả gân mạch,
bị cắt hết gân mạch rồi, bị ngục tốt ném lên cao, dời sang góc thứ hai trong ngục này. Đến góc thứ hai, người tạo nghiệp ác kia bị gió thổi, xua cả ức cày, kiếm bay đến các cửa nơi thân, khiến bị tàn nát, chỉ còn lại những sợi gân mạch. Sau đó, Yimala bắt giữ, bỏ vào trong vạc tinh mang, luôn có gió thổi mạnh, chân chổng lên trên, đầu mặt lộn xuống đất, đầu mặt của tội nhân được bỏ vào trước, rồi sau đấy là đun nước đồng đỏ sôi sùng sục. Trước tiên là đốt mắt kẻ tạo nghiệp ác kia, tiếp đến đốt đầu, đốt mặt, đốt răng, đốt cổ họng, rồi dùng nước đồng đỏ sôi đổ vào trong cổ họng, tất cả đều bị thiêu đốt. Người kia không thể nào kêu la được, vì có kêu la cũng không phát thành tiếng. Yimala tay cầm chày sắt đánh vào đầu kẻ kia, khiến toàn thân đều quằn quại, giống như con cá đang chuyển động. Tội nhân luôn bị thiêu đốt hành hạ nơi hai góc của ngục tinh mang như thế, hầu như vô hạn định. Nhưng nghiệp ác bất thiện đã tạo vẫn chưa hoại, chưa tan. Ảnh hưởng của nghiệp vẫn chưa dứt thì không lúc nào ngừng khổ. Nếu nghiệp ác hết, người kia mới thoát khỏi chúng ấy. Thoát khỏi rồi, lại trải qua 1000 đời làm ngạ quỷ trong mông, luôn bị khổ não, ăn uống khó được. Suốt cả 100 năm, có khi được ăn, có khi không được ăn. Thoát khỏi thân ngạ quỷ, lại trải qua 500 đời, thọ thân xúc sinh, làm thân nai ở chỗ hiểm trở, tâm luôn sợ hãi, đối với mọi người, đều xa, đều tránh xa, vào những vùng sườn núi. Đối với mọi người, đều tránh xa vào những vùng sườn núi hẹp, hiểm, hay ốm đau không có sắc khí, thân thể khô gầy. Do sức mạnh của nghiệp ác nên luôn bị thợ săn giết. Thoát được thân xúc sinh, sau đó làm người, ở nơi hợp với nghiệp, thì vì sự mưu sinh nên bị người chủ sai khiến, luôn đói khát nghèo túng, sống ở đâu cũng bị lệ thuộc vào người khác, bị họ sai khiến nhưng vẫn đương vào đáy để sống. Tuy làm người nhưng không phải là người chân chánh, luôn bị khổ não. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp rồi, lại quan sát nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ, vị ấy thấy nghe biết còn có chốn khác tên nhất thiết khổ tuyền, là chốn thứ 13 trong đại địa ngục A Tỳ. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chốn này? Vị ấy thấy nghe biết có người mang tâm ác, sinh ý điên đảo, trùng dấu, tiêu diệt những sách vở văn tự do bậc nhất thiết trí nói ra, làm mất tất cả pháp thân, khiến cho tất cả chúng sinh không thể tin Phật. Nếu được nghe chánh pháp thì họ sinh tâm tin tưởng. Do không có giáo pháp nên chúng sinh không tin. Tâm ý như vậy, tà kiến như vậy nên tạo nghiệp ác, tâm cấu uế độc ác, hoặc bảo người khác làm rồi thích thú nên tiếp tục gây tạo điều bất thiện. Do nhân duyên của nghiệp ác ấy nên sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn nhất thiết khổ tuyền thuộc đại địa ngục A Tỳ, chịu đủ thống khổ. Những khổ não này như trước đã nói, trong 7 đại địa ngục hoặc hắc thần, tất cả khổ não ấy ở đây đều có đủ, lại nhiều gấp 100 lần. Lại còn có những thống khổ hơn thế nữa. Ngục tốt lấy nước đồng sôi đổ đầy vào hai mắt tội nhân, hoặc dùng kim cương vụn nóng chạm thật đau cùng mài sát vào hai mắt, khiến mặt mày tội nhân như nát vụn. Sau đó thì sinh trở lại, sinh rồi lại bị mài sát tiếp, lại dùng cư sắt cắt đứt hai tay người kia, bị cắt rồi lại mọc ra, lại bị cắt tiếp, rồi bỏ tội nhân vào vạc lửa, đầu chút vào trong, thân ở ngoài vạc, cứ vậy mà đốt, nấu dữ dội, lại dùng dao cắt đứt nửa thân bên ngoài. Do mắt nhìn thấy, pháp lại tìm cách hủy hoại pháp, nên phải chịu quả báo như vậy. Vì dùng tay tiêu diệt pháp, nên bị quả báo cưa đứt tay. Vì xưa có tâm ác nhằm phá hủy, triệt hạ tránh pháp, nên nay phải ngồi trong vạc lửa. Ở đây có chim mỏ cứng như kim cương, moi tim người ác kia ăn, rồi uống máu nơi tim đó. Yimala lại cầm búa thật bén, bữa vào thân người kia, làm cho phần dưới bị đứt hẳn ra, rồi lấy nước tro nóng, sôi sục rưới vào, dùng kim nhọn,
nóng đỏ đầm khắp thân, lại dùng bánh xe sắt nóng lăn mạnh lên đầu. Do tạo nghiệp ác nên phải chịu khổ cùng cực như vậy, mà nghiệp ác vẫn chưa hoại, chưa tan. Ảnh hưởng của nghiệp chưa dứt nên không bao giờ dừng khổ. Nếu nghiệp ác hết, tội nhân mới thoát khỏi chốn nhất thiết khổ tuyền của đại địa ngục A Tỳ. Tuy ra khỏi địa ngục nhưng phải trải qua 500 đời làm thân ngạ quỷ ăn khói. Việc làm ác luôn đeo đuổi thân, tầm chịu muôn vàng thống khổ, tầm mãi lòng động. Nếu thoát thân ngạ quỷ thì lại trải qua 700 đời làm thân súc sinh, làm loài vật đi ban đêm như các thứ trùng cáo, thỏ, cú. Thoát thân súc sinh nhờ ở quá khứ lâu xa có tạo nghiệp người nên sinh làm người, sống trong núi tuyết, ăn những thứ xấu, kém, không ngon, luôn bần cùng, trải qua 300 đời làm dân mọi rợ. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp, lại quan sát nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ. Vì ấy thấy nghe biết có chốn khác tên Xú Khỉ Phủ là chốn thứ 14 trong đại địa ngục A Tỳ. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chốn này? Vì ấy thấy nghe biết có người theo tà kiến, tâm ác nhớ nghĩ, tư duy tùy thuận với tâm sân hận và sinh ý ưa thích. Người ấy đã phóng lửa thiêu đốt ruộng đất, ruộng mía, vườn cây ăn trái và nơi chốn thọ dụng khác của chúng tăng. Như vậy, tất cả các vật thọ dụng của chúng tăng đều bị hủy hoại, khiến đời sống của các tỳ kheo bị suy tổn, xúc kém. Người kia tạo đủ các nghiệp đã thành thục, tương ưng. Do nhân duyên của nghiệp ác ấy nên sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn Xú Khỉ Phủ trong đại địa ngục A Tỳ, chịu khổ bức vô cùng tận. Những khổ não ấy như trước đã nói, trong bảy đại địa ngục hoặc hắc thành, tất cả khổ não ấy ở đây đều có đủ, lại nhiều gấp trăm lần. Lại còn có những khổ hơn nữa, chốn Xú Khỉ Phủ còn có lưới lửa đóng tên Châm Khổng Võng luôn cháy rực khắp mọi nơi. Kẻ tạo nghiệp ác kia sinh vào đây liền bị Yimala cầm đao to biển vùng chặt, lại dùng tên bắn vào thân, rồi dồn vào trong lưới Châm Khổng Võng cháy đỏ ấy, làm cho người kia không thể chạy được. Người tạo nghiệp ác kia bị trói chặt trong lưới ấy không sao thoát ra. Lưới ấy lại rất bén nên cắt tay chặt hông lưng người kia. Toàn bộ thân thể của tội nhân đều bị cắt nát hết cả, chỉ còn lại xương mà thôi. Yimala lại dùng gậy mía đánh ngã người kia hàng trăm ngàn lần. Tội nhân bị mọi hình phạt thống khổ như vậy mà nghiệp ác đã tạo ra chưa hoại chưa tan, ảnh hưởng của nghiệp chưa dứt thì không bao giờ dừng khổ. Nếu nghiệp ác hết, người kia mới thoát khỏi địa ngục. Tuy ra khỏi nhưng phải trải qua 700 đời làm ngạ quỷ ăn máu, chỉ ăn máu của người sinh sản. Thoát kiếp ngạ quỷ lại phải trải qua 500 đời làm thân súc sinh như gà, khổng tước, bồ câu. Thoát khỏi thân súc sinh thì được làm thân người, ở nơi hợp với nghiệp, sinh vào nhà đồ tể, chiên đà la. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy đã biết quả báo của nghiệp, lại quan sát nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ. Vì ấy thấy nghe biết còn có chốn khác tên Thiết Diệp là chốn thứ 15 trong đại địa ngục A Tỳ. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chốn này? Vì ấy thấy nghe biết có người tâm khinh thường, dối gạt với ý ác, và lúc mất mùa đã thử tịnh các tỳ kheo như vậy. Năm nay xin mời các thầy đến nhà con an cư, tất cả thuốc men cùng các thứ cần dùng con xin cung cấp, chớ có lo lắng gì cả, xin các thầy đừng ngại. Các tỳ kheo đều xin lòng tin. Bấy giờ vào lúc mất mùa, vì tin người kia nên các thầy không đi nơi khác khất thực. Khi đến an cư, người ta mát kia không cung cấp vật gì cho các thầy cả, mà còn buông lời xua đuổi. Vì mất mùa đói kém, các tỳ kheo kia có vị bị chết, có vị mất thời gian trước an cư, có vị bị đói khát cực khổ, có vị phải đi đến nơi khác. Người có tâm ác đó đã lìa bỏ các tỳ kheo, còn làm trở ngại, gây não loạn họ trong việc tu tập. Do nhân duyên của nghiệp ác ấy, nên sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn Thiết Diệp
trong đại địa ngục A Tỳ chịu vô số thống khổ. Những khổ não này, như trước đã nói, trong bảy đại địa ngục hoặc hắc thần, tất cả khổ não ấy ở đây đều có đủ, lại nhiều gấp trăm lần. Lại còn có những khổ bức hơn thế nữa. Chốn thiết hiệp này có 11 ngọn lửa lớn hợp bay xung quanh, thiêu đốt tội nhân, làm cho họ càng đói khát. Yimala luôn lấy nước đồng sôi, cầm những cục sắt nóng, bắt người kia phải ăn, phải uống. Trải qua vô lượng, vô số lần bị hành hạ, sau đó tội nhân sống lại, lại phải thọ khổ não hơn nữa. Theo nhiều nghiệp ác đã tạo, Yimala lấy lá đồng sắt nóng, rộng 5 do tuần, đang cháy dữ dội, đốt hết tóc tội nhân, rồi lấy lá sắt ấy, gói gọn thân thể người kia lại, khiến cho chín rục. Toàn thân bị thiêu đốt, người kia kêu gào, khóc lóc, luôn bị khổ bức, không có một chút vui nào, dù bằng lỗ kim để làm chỗ pin dựa. Lá sắt nóng ấy cháy liên tục, dữ dội không hề gián đoạn. Thống khổ tục cục như vậy mà nghiệp ác vẫn chưa hoại, chưa tan, ảnh hưởng của nghiệp chưa dứt, nên mọi khổ não phải chịu vẫn không gián đoạn. Nếu nghiệp ác hết, tội nhân mới thoát khỏi chốn ấy. Thoát khỏi địa ngục lại trải qua trăm ngàn đời sinh làm ngạ quỷ ăn não. Thoát khỏi kiếp ngạ quỷ lại phải trải qua 700 đời làm thân súc sinh ăn lửa. Ra khỏi thân súc sinh thì được làm người ở nơi hợp với nghiệp, thì trải hết 500 đời làm kẻ bị vua không tín nhiệm, nên thường nhúc giam trong lao ngục bị đói khát mà chết. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp, lại quan sát nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ, vì ấy thấy nghe biết còn có chốn tên thập nhất diệm, là chốn thứ 16 trong đại địa ngục A Tỳ. Chúng sinh vì nghiệp gì mà sinh vào chốn này? Vì ấy thấy nghe nhận biết có người tạo ác, tầm xấu ác cực độ, phá hoại, hủy diệt tượng Phật, tháp Phật, nhà cửa, chùa chiền của chúng tăng, phá hủy cái tranh vẽ, hình tượng Phật, kinh sách, trụ xứ của các bậc thánh, hoặc có kẻ không phải là đệ tử của Phật, để không tin Phật, lại tự xưng mình là đệ tử của Phật, vì muốn xin trừ bỏ tội lỗi mà tìm đến nghe Phật Pháp, nghe rồi không xin tin tưởng hội nhập, mà lại tạo nhiều hành động chê bai, hủy bán Pháp. Do nhân duyên của nghiệp ác ấy, nên sau khi qua đời, người kia bị đọa vào chốn thập nhất diệm trong đại địa ngục A Tỳ, chịu khổ bức vô cùng tận. Những khổ não ấy, như trước đã nói, trong bảy đại địa ngục hoặc hắc thần, tất cả khổ não đó ở đây đều có đủ, lại nhiều gấp trăm lần. Còn có những thống khổ hơn nữa, chốn thập nhất diệm này có hơn 1.000 con rắn độc, loài rắn ấy rất nhiều, đầy cả nơi các chốn thuộc địa ngục. Tội nhân đi qua đi lại bị Yimala cầm gậy đánh đập, khiến phải chạy mau nên bị rắn độc cắn. Lại có khi bị lửa đốt cháy dữ dội, người kia như thế là bị hai thứ lửa thiêu, một là bị lửa độc, hai là bị lửa nơi địa ngục, nên kêu gào thảm thiết rồi chạy tới lui cùng khắp. Yimala bắt lại quở trách nói kệ: ngươi bị say ái độc, tất cả lực tâm si, ngu độn về chánh pháp, ngày nay phải kêu gào, thấy nghiệp ác ưa thích, chỉ ham vui hiện tại, tạo tác đầu tuy ngọc, về sau như lửa độc. Người gây ra ác nghiệp, bị mọi người chê mắng, còn tạo thiện được khen, thế nên phải bỏ ác, thấy nó không ưa thích, vì báo ác khổ não, tạo ác lấy quả ác, nên người trí xả bỏ, tạo ác không thể mất, tất cả có quả báo. Điều ác đã tạo ra, do tâm nên đã tạo. Do tâm mà tạo ác, do tâm mắc quả báo, tất cả do tâm tạo thành, tất cả đều do tâm. Tâm lừa gạt chúng sinh, vị lai đến chỗ ác, chốn địa ngục ác này là khổ ác bậc nhất. Chớ hệ thuộc vào tâm, nên theo pháp thực hành, hành theo pháp thường vui, theo ác không tịch tỉnh, vì pháp quả bất thiện, do không thọ điên đảo, tất cả các quả báo theo nhân thấy tương tự, quả tương tự với nhân, tưởng khác không nhân quả, cho nên pháp vô thường đều do nhân duyên sinh, công nhân không có quả. Hơn hết trong địa ngục, nếu nhân quả tương ưng
trong địa ngục đốt cháy, nghiệp tạo tác đã nên, chắc chắn đọa đường ác, nghiệp quả trói liên tục, nó chính trong địa ngục. Nếu dùng cách sám hối thì nghiệp ác tiêu sạch, không bị quả đáng ghét. Như Đức Phật đã nói, thế gian nhờ ánh sáng, nhưng nghiệp nhân có quả, nghiệp quả làm nhân nhau, tất cả pháp cũng vậy, theo nhân duyên qua lại, chúng hoạt động với nhau, tương tự tùy thuận buộc. Như Đức Phật đã nói, tất cả pháp thế gian thảy đều có nhân quả, không phải tự nhiên sinh. Như Đức Phật đã nói, sinh tử vô thị kiếp đều do nhân duyên sinh, theo nghiệp thái tương tự, các pháp đều giống nhau. Nếu biết mà ưu tạo, nghiệp chúng sinh sẽ sinh. Người kia biết quả nghiệp nên gọi người tịch tỉnh. Tự chính mình tạo ác thường bị lưới xì trói, đã tạo nghiệp ác rồi tầm hối hận làm gì. Ác thường dựa nơi ác, pháp thường dựa theo pháp, người trí đều lìa bỏ. Như Đức Phật đã nói, đạo làm cho phi đạo là hiểu lầm Phật pháp, sẽ không được tịch tỉnh như giữa trưa không bóng. Ai không hiểu nhân duyên, không hiểu pháp vi pháp, người đến địa ngục ác, chốn khổ não cùng cực. Nhim Ma La dùng lời ứng hợp quở trách, rồi nổi giận cầm giáo, mau về vô số dụng cụ như gậy gộc, dây để trói, gột tội nhân lại. Do tạo nghiệp ác nên luôn luôn bị chẻ chặt đánh, bị hành hạ như vậy mà nghiệp ác bất thiện đã tạo vẫn chưa hoại chưa tan, ảnh hưởng của nghiệp chưa hết nên không bao giờ ngừng khổ. Nếu nghiệp ác hết, người kia mới thoát khỏi chốn này. Thoát ra rồi, trải qua 700 đời làm thân ngạ quỷ ăn phân dơ là do sức mạnh còn lại của nghiệp ác. Nếu thoát được kiếp ngạ quỷ, lại phải trải qua 500 đời làm thân súc sinh, mang thân loài dung, cũng là sức mạnh còn lại của nghiệp ác. Thoát thân súc sinh, được sinh làm người, ở chỗ hợp với nghiệp thì sinh vào biên địa thân đen đúa, ở chỗ ẩm ướt nơi nhà chài cá, ruộng nước mất mùa, sinh sống rất khó khăn, phải ăn những thứ trùng trong nước. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp, lại quan sát các nơi chốn của đại địa ngục A Tỳ, không thấy có chốn thứ 17, nhìn xuống phía dưới không có, bốn bên cũng đều không, tế thô cũng đều không, gần xa cũng vậy, tất cả đều không thấy. Vị ấy tư duy như vậy, do tư duy kiến đạo mà quan sát hết cả biên vực 8 đại địa ngục, đều có 16 nơi chốn tùy thuộc, đó là biên giới cuối cùng của người gây nghiệp ác. Tất cả kẻ phàm phu ngu si, kẻ tạo nghiệp ác gây dựng nên vùng này, chịu lấy quả báo rõ ràng. Trong 8 đại địa ngục với các chốn tùy thuộc, ta không thấy có đại địa ngục nào khác nữa, lại cũng không có nghiệp nào khác để sinh vào chỗ khác, không có chỗ ác nào khác nữa. Những chốn khổ não trong địa ngục A Tỳ, nơi chúng sinh sinh vào, những khổ não đó trong ngàn phần chưa nói được một phần. Vì sao? Vì nói không thể hết, không thể được nghe, không thể ví dụ. Nỗi khổ địa ngục vô cùng ác độc, vững chắc, là nỗi khổ lớn lao không thể nhẫn chịu. Nỗi khổ ấy, không có nỗi khổ nào tương tự như vậy, không thể ví dụ được. Vì sao? Vì không có ai có thể nói ra, không ai nghe thấy. Nếu có người nói, nếu có người nghe, kẻ ấy sẽ ói máu mà chết. Địa ngục ấy không thể ưa thích, không thể nhớ nghĩ. Nỗi khổ của địa ngục ấy là nỗi khổ trong các nỗi khổ. Tỳ kheo kia quan sát vào đại địa ngục rồi thì sinh tâm nhàm chán đối với tất cả khổ não của sinh tử, quan sát về vô thường, khổ không, vô ngã, thấy tất cả pháp đều vô thường. Tư duy về thánh đế thì càng sinh tâm nhàm chán nơi sinh tử. Sinh tử như vậy là rất xấu ác tồi tệ. Tỳ kheo kia quán xét như thế rồi sinh tâm như vậy. Các chúng sinh này vì không có thiên nhãn nên không biết về quá khứ, mình đã lìa bỏ việc nghe chánh pháp. Khổ não trong địa ngục là khổ não bậc nhất, chốn ác bậc nhất. Vậy mà chúng sinh cứ sinh vào, kẻ phàm phu ngu si từ vô thủy đã bị lưới ái trói buộc trong sinh tử. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp,
quan sát các pháp hành, biết tỳ kheo kia theo thứ tự quan sát về tất cả chốn ác, từ địa ngục hoặc cho đến địa ngục A Tỳ. Vị ấy biết hết tất cả quả báo của nghiệp đó và chứng đắc địa thứ 13, không thích cảnh giới ma. Do thoát ra khỏi lưới ái nên ái không còn chi phối nữa, không trụ ở cảnh giới ma ưa thích vô thường. Tỳ kheo kia muốn đoạn hết mọi thứ kế sử để nhập thành niết bàn. Dạ so trên đất thấy vị ấy tinh tấn, sinh tâm hoan hỷ, nói với dạ so hư không như vậy: trong cõi Diêm Phù Đề thuộc nước thôn có thiện nam họ tên đã cạo bỏ râu tóc, mang pháp y, xuất gia vì có chánh tính, chánh hạnh, chánh đạo, chánh kiến, không tà, hành đạo xuất thế gian, biết quả báo của nghiệp, đạt được địa thứ 13, thấy rõ tất cả biên vực của địa ngục cùng mọi khổ não ở cõi vô gián. Dạ so trên đất nói đầy đủ cho dạ so hư không nghe. Dạ so hư không hướng đến tâu với tứ đại thiên vương như trước đã nói. Tứ đại vương hướng đến tâu với tứ thiên vương. Tứ thiên vương lại tâu lên trời tam thập tam. Trời tam thập tam hướng đến tâu với trời dạ ma. Trời dạ ma lại hướng đến tâu với trời đau xúc. Trời đau xúc tâu với trời hóa lạc. Trời hóa lạc tâu với đệ lục thiên, cho đến tâu với trời thiểu quan như vậy. Chư thiên nay nên lắng nghe, giữ tâm chánh niệm. Trong cõi Diêm Phù Đề, ở nước, thôn, có thiện nam họ, tên, đã cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y, xuất gia theo chánh tín, chân chánh hành theo pháp, chưa từng dừng nghỉ. Tâm không thích cảnh giới của ma, không ưa ái nhiễm, không ưa dục nhiễm với cảnh giới của sắc, thanh, hương, vị, xúc, đã đạt được địa thứ 13. Tất cả nghiệp báo trong tám đại địa ngục, vị ấy đều biết tường tận. Tỳ kheo kia biết như vậy rồi, nên nhàm chán sinh tử trong vô minh tối tâm. Các vị trời nên biết, quân ma đã bị tổn giảm, bạn chánh pháp đã được tăng trưởng. Trời thiểu quan nghe như vậy thì vô cùng hoan hỷ. Do họ nghe quân ma tổn giảm, bạn chánh pháp tăng trưởng, nên hết sức hoan hỷ. Chư thiên ở cõi ấy được nghe chánh pháp nên vui mừng như vậy. Chư thiên chưa nghe pháp Phật hãy còn hoan hỷ, chư thiên nghe rồi thì cũng hoan hỷ, huống chi là người tùy thuận tính tâm mà thực hành. Các bậc chánh sĩ đã thấy rõ chân lý, nghe tỳ kheo kia biết pháp quả báo của nghiệp khiến cho chánh pháp tăng trưởng mà sao lại không hoan hỷ. Ha ha ha, Bụt Sắc Bồ Đề Sô ha ha.